Không có bán nha mấy chị, tụi em đang gom thêm, em không còn vải để may luôn á mấy chị thấy không?
bộ thể thao nha. 9K này 38 tới 45 kg mà 38 tới 55. Mọi người thấy mẹ bị quay không? 9K mẹ thứ hai cho em luôn nè. Body em mặc đẹp không? Ở ngoài nó còn đẹp hơn trên live luôn á mấy chị. Dài lắm. Mặc với măng tô rất là đẹp, tí em có măng tô luôn, tí xíu em sẽ lên cho mấy chị ha. Nè mọi người ơi. Về đây đặt hàng đẹp không à? Rồi, mã 9K thứ ba. Hàng của em thì 55 cân đổ về là mình mang vừa rồi ha. Đây mấy chị nè. Không thích mà đặt lần 15 cái hai đơn. Rồi chưa tính hàng xả tại shop nữa. Không hiểu luôn nha. Mấy chị ơi, mấy chị cố gắng chia sẻ giùm cho em đó. Chị nào đã chia sẻ vui lòng dành ra cho em 2 giây để comment giùm cho em là từ đã chia sẻ em sẽ chốt 9K cho mình nha mấy chị ơi. Comment cho em là 9K kèm số điện thoại, chia sẻ 3 lần cá nhân và 5 lần hội nhóm. Hôm nay em về được gần 2.000 cái thôi chứ không có nhiều. Thì sĩ cũng tranh thủ vô lựa luôn nha. Rồi, con này 9K mã thứ 3 nè. Con này 60kg đổ về, ok ha. Chị ơi, shipper mới gọi về nói có một đơn hàng của khách. Khách nói là hết tiền nhận hàng. Tường Vi. Tường Vi hết tiền nhận hàng. Tường Vi khách quen mà. Theo Tường Vi khác. Chị này Nguyễn Hóa EK này. Trong tỉnh mà sao bom vậy mấy chị? Dịch này em cố gắng giao hàng tận nơi cho mọi người bom hàng em. Thật sự hơi buồn đó nha. Rồi. Tặng luôn cho mọi người ha. Hôm nay đầu tháng em tặng rất là nhiều, hồi sáng em tặng nhiều lắm, hồi sáng em tặng 1,5 triệu rồi đó. Tiếp tục trưa nay tặng tiếp cho mấy chị một con áo này ha. Con này thì comment cho em là mã 25. 25K. Ra bill chưa? Rồi, mã đó 25K nha. Lên đi. Rồi tặng nhanh rồi còn lên mẫu mới em ơi. 400, 450 người rồi nè. Mấy chị tặng like nhanh nhá. Tặng nhanh thì còn lên mẫu mới nhá. Mã 25. Rồi con này cho em mã 329 đi mấy chị ơi. 29. Con này áo dạng áo bí á, rất là dễ thương ở sau chéo nhá. 29.000. Ra bi 9K đi em. Đi lột luôn nhiều. Mấy chị mà từ shop em tặng cho quà 9K thì mấy chị vui lòng mua cho em hàng sản phẩm 100K trở lên để bên em đi hàng ha. Điều. Rồi. Đặt nhanh cho mấy chị. Chia sẻ 3 lần cá nhân 5 lần hội nhóm để không bận comment nha mọi người ơi, cố gắng tương tác nha. Rồi, em xin chúc mừng của ba bạn này rất là quen nha. Thị Nhung số đuôi 3838 ở Buôn Ma Thuột, Thanh Tuyền 9925, Vương Kim Hương 235. Rồi, ba bạn 9K nha. Một mã 25 và một mã 29. Một mã 25 Nguyễn Thị Thu Hà, 29 Phương Lan. Rồi. Rồi mấy chị ơi, một con quần tây, con này em sale với chị 50. Mấy chị nhân mã 9K giúp em bây giờ, chị em sẽ đọc mã chị comment giùm em cái mã kèm số điện thoại là có đơn nhờ. 50. Khách cũ không mình không cần comment mã, chị comment giùm em cái mã không. Cái gì vậy? Không cần comment số điện thoại, chỉ cần comment mã thôi. Uống lưỡi. Uống mới có 500 người xem mình líu lưỡi rồi nè, mấy chị thấy chưa? 50 là lê. Hồi sáng lên 700, 800 người không líu, giờ líu lưỡi rồi. Rồi, quần này cho em 35.000 đi mấy chị, size S nha. 35.000. Đã 25 với lại 29. Còn làm gì? Tập chân. Ba Lâm Phạm Hiền. Thôi mặc kệ đời đi. Dặn hoài luôn á. Nhiên. Rồi. Một đó lại tiếp một con áo như vậy nữa. Áo này em không có bán. Rồi ok, mọi người không quạo nha thì. Em phải tĩnh tâm chứ không thôi là em phát ra những câu nói bất thường. Mà tôi đi quá trời. Rồi, lên cho em con này cho em 36.000 đi mấy chị. Rút cục tất xuống dưới nha. Rồi. 36.000 áo luôn, lên cho các bạn. Áo đẹp quá à. Chốt em 40 bộ kia nha, cái bộ mà mã 105 á em, cái bộ thể thao hàng không phải. Để coi nè. Giờ em đi công việc là trời ơi, giờ đi công việc là chết nha. Rồi lên cho em áo này luôn mấy chị không? Áo này lên cho em mã. Con này lên cho em mã 50 đi mấy chị ơi, 50.000 tặng nhanh hàng bom đi. Hàng kia đâu con? 36 Phan Thị Mai Phương. Rồi. 36 Phan Mai Phương. Thấy Nguyễn Thu Thùy đủ 24 ri chưa? Thấy. Rồi lên cho em set này mấy chị ơi. Trời ơi, set Mai Phương buồn hôm qua ai vừa mới hỏi em xong là còn không đó mấy chị. Bây giờ xuất hiện trong hàng bom nè. Em tặng luôn cho mấy chị nha. Con này em sale 100 rồi. Bây giờ em tặng tiếp cho mấy chị 80.000. Lên đơn cho em mã 80. Lên đơn cho em 80 nha. Đó em tặng nhanh cho mấy chị ha. Lên 500 rồi em like. Rồi áo này hơi chỏ một chút nhưng rất là đẹp.
Rồi con này cho em 40.000. Áo sơ mi 40. 50 Queen GB. Rồi, tặng nhanh đi em nha. Hàng chất không có phương. Bộ này cho em 42 luôn đi mấy chị ơi. 42. 42. Rồi, 80 Lê Ngọc Bảo Hoa. Áo này có 4 3 cái. Mọi người thấy mạng quay thì nhớ tương tác nha. Em thấy là hơi lag á, sáng giờ luôn. Rồi lên cho em con áo này hả? Borip. 40 Vân Lâm Ly. Con này hồi sáng giờ sale cũng 60 thôi à. Đầu lai em tặng cho mình 42. 41.000 nha. 41.000. Cái gì? 50 42. Rồi. Bộ ngố này. Ngố sơ mi. Ai bị ẩn comment hoặc là nhiều comment nhiều mà em không thấy á thì mình nhớ chia sẻ lên nha, nhớ chia sẻ lên giúp em. Rồi set bell. 42 Hà Nhi. 41 là áo là xanh. Con này cho em 70 luôn đi. Nhanh nè. 41 Trích Băng. Áo khoác. 23 ri hả? Kiểm tra lại kỹ của mình. 41 Ngân Nguyễn. Em biết ri là 10 cái không? Bởi đến lại Vâng. Chán ghê, cô có một bao bột à. Rồi lên cho em con này thôi mọi người ha. Con này sale cho mấy chị 41.000 48 đi ha. Số 48 chưa có. Rồi số 48. Beo 70 nhỏ nhỏ. Mạng lâu lâu giật á chị ơi. Chết rồi. Bị lát á. Bị lát hả mấy chị? Cố gắng nhé. Bị lát là nó cái trường hợp mà lát là hay ẩn comment lắm đó. Nên là nhớ chia sẻ, nhớ tương tác với em. Đừng để bị ẩn nha. Hôm nay em về gần 2k hàng luôn mà ẩn là em chết. 41 Vũ Thị Ngọc. Rồi. Xe này rất là xinh. Trời ơi, con này 48 Thùy Dung. Con này em tặng luôn cho mình 60 75 đi ha. 75 chưa có. Rồi 75.000 luôn. Rất là rẻ, em tặng một nửa giá thôi. Còn hàng bình thường mà 60-70 em tặng xuống còn 2 mấy 3 mấy ngàn thôi. Ok chưa? Như con này 190 thì em tặng xuống cho mấy chị còn 75. 75 nha. Mà này 75 nè. Rồi. Lên cho em cái quần. Ôi trời ơi cái quần. Quần này hồi sáng sale rồi đó, 40. Tiếp 75 Thu Thảo. Rồi nhanh đi. Bộ này măng gồ cánh dơi nha mọi người. Măng gồ cánh dơi ống suông. Trời ơi. Tặng nhanh luôn. Cái đó 75. Kia 7 mấy? 75 luôn. 75 6. Cứ bị giật giật á hả? Chết rồi. Em hơi tắt hết mấy cái wifi kia cho chị coi nào. Quần 40 Nguyên Ngọc. Cái mẫu này về được bao nhiêu cái đây? 75 màu tím cho Thúy Tây. Rồi, bộ này cho em 80 luôn đi. 80.000 thôi, bị lát như 80 luôn mấy chị. Rồi, trời ơi, bộ công việc hơi bị đẹp nha. Bộ này là hàng Latin xịn sọ ở ngoài bên đó. Rồi, ai lấy cái này comment giúp em mọi người ha. Con này em sale luôn cho mấy chị luôn nè. Bộ này sale luôn cho mấy chị 85.000. Hàng Latin mà 85. Ai lấy lên đơn cho em 85 nha. Bộ 80 hàng ngang. Đó. Rồi, mã này sale cho mấy chị luôn 43.000. Ai lấy lên đơn mã 43. Còn 3 bộ cái hàng sale nữa là em lên mẫu mới. Ai lấy lên đơn giúp em. Trời ơi, bộ này đẹp lắm mọi người ha. Bộ này rất là đẹp. Cho em 40 luôn đi. 40.000 luôn đi ha mọi người. 40. 40. Mạng giật quá đúng không? Bộ 85 Phan Như Nguyệt. Mấy cái điện thoại của các bạn là wifi hết chị coi. Rồi, đẹp chưa? 43. Mã 43 em chốt chị Hoàng Phong. Ủa bơm gì đó rồi. Rồi. Hàng đâu nhanh lên. Tiếp thêm cho mấy bạn 10 cái đi, tặng tiếp 10 cái nữa. Rồi, đẹp không? Con này là 160 mấy chị cũng đã mua rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ em tặng luôn cho mấy chị nha. 85.000. 40 Sam Sam. 85.000 nha, nhanh tay. Em tặng thêm 10 cái để em chốt bộ đang mặc luôn vào qua măng tô cho mấy chị. Hôm nay em có áo giả măng tô nha. Vậy em một chút xíu đi. 85 Kim Phụng. Rồi. Lên cho em một con áo này. Áo này cho em 29.000. Áo 29. 29. Rồi set thiết kế. Set thiết kế này em xả luôn cho mấy chị luôn ha. Set thiết kế này em xả luôn cho mấy chị 86.000 đi. Hàng thiết kế em có 8x thôi nha, 86.000. Rồi, một con áo khoác. Hôm nay em có quần rin, có áo thun luôn. Đa phần sẽ là set ngố và set thể thao. 29 Nguyễn Tường Vi. Rồi nhanh tay này. Áo này bình thường em sale 99 thôi mọi người. Comment cho em mã 99 đi. Một con duy nhất 99.000. Rồi quần. Quần này cho em là size S. Mọi người comment cho em là 88S nha. 88S. 88S. Một con áo trà xanh tay ngắn. 86 Huỳnh Trúc.
sale luôn cho mấy chị áo này luôn, 30 thôi, 35 ngàn đi, 35 ngàn. Cái này mới về này, con này có hàng về không? Rồi, không có giá này đâu, hàng tặng mà. Nên là mấy chị quán tương tác, ai bị ẩn không mình quá thì nhớ like, share cho em. 88S thu quần. Con này tặng luôn 75 ngàn, bao đẹp nha. Bà nào ưu tiên bà nào comment nhiều này, 75 ngàn. 99 Sunny. Sẽ dễ thương chưa? Set này rất là dễ thương, áo dạng yếm nha mọi người, quần đùi. Tặng luôn cho mấy chị set này 68 ngàn. Rồi lên mẫu đang mặc. Mẫu em đang mặc là chất Boris Thái giùm em, 35 Trần Châu. Có 75 Lê Thủy Vy. Rồi, lấy gì em? Set 68 cho Cathy Thư. Rồi, rồi bây giờ mà bỏ bill đi em. Bây giờ bên em sẽ lên hàng mới nhở. Hello, 600 cô gái đang coi live, đừng để bị ẩn comment nha. Em nhắc lại, ngày hôm nay em về 2k hàng. Mấy chị bị ẩn comment là em cắn lưỡi luôn á. Cho nên cố gắng tương tác nha. Mạng giật quá em biết, nhưng mà mọi người cố gắng đi, chứ giờ em cũng không biết làm sao thật sự. Em biết là nó giật. Em thấy mấy chị ra vô là em biết nó giật rồi. Rồi, mỗi em đang mặc là hàng Borip. Mấy chị thấy form em mặc nè. Bộ em đang mặc là chất Borip. Mấy chị thấy form em mặc không? Giống hàng 200-300 chưa mấy chị? Mà trong khi hàng của mình chỉ có 109 ngàn thôi. Màu nu, màu đen và màu trắng, 109 kèm màu nha. 38 tới 60 cân em nghĩ cũng vẫn vừa. Tại vì nó là chất Borip nè, rất là co giãn và mặc ôn form nha mấy chị nha. Rồi lên cho em mã 109 kèm cho em nu, 109 đen và 109 trắng, có 3 màu. Ok like chưa mọi người? 109 ngàn, chất Borip luôn thì nó mới ôn form như này mọi người ha. Rồi xỉ cho em 90. Sẽ gì ạ? Vâng ơi, sẽ 90 kèm số lượng lẻ 109 ngàn kèm màu. Hồ Thị Hoàng Minh, chị thấy bé nè. Hello mọi người, em sợ người ẩn comment quá đi luôn á. 109 chút đơn luôn em, chút nhanh đi. Rồi, cái gì in trước à? Đọc đi em, đọc đi dục cho. 241. Rồi, mã 109. Mã 109 em chút. Nô Nhữ Anh. Rồi. Nô Nhi Anh, Nô Lê Nguyễn Vũ Hằng. Rất là đẹp. Đen Huỳnh Trúc, 109 ngàn. Đen Linh Nguyễn. Rồi. Nô Bé Thủy. Nô Nguyên Ngọc. Đó. Nô Nguyễn Liên. Rồi. 109. Nhanh tay cho em 109 ngàn. Nô Nguyễn Kim Hương. Đen màu. Nô Gia Bảo. Đen Nô Gia Bảo. Đen Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Rồi. Thu Huỳnh ba màu. Đó. Đây. Cái chân váy tới đây. Tụ Thảo Duyên. Rồi. Trắng Tâm Thị Thu Hiền. Sẽ 90 lẻ 1 lẻ 9. Nô Út Nhỏ. Trời tem ơi. Nguyễn Thị Linh. Mọi người nhìn cái tem này xịn không? Đỗ Nguyễn Như Thùy. Trời ơi đẹp quá à. Nô Sô Phan Nguyễn. Nô Thâm Thảo. Đen Út Em. Đỗ Trần Châu. Đen Phạm Hồng Ngọc. Rồi. Chất Polip nha. Nô Anh Phích. Thấy chưa? Đen An Lê. Nô Nguyễn Thị Thu Thảo. 109. Đen Tổ Anh Dương. Tổ Anh Dương. Ba Lài Lê. Đen Tích My. Đen Ngọc Ảnh Ly. Rồi xong hết. Đen Thiên Nhi. Rồi. Đen Phương Lan. Đen Nô Vân Lê. Còn Nô Trắng. Còn Nô Trắng nhanh tay nè. Mơ Nguyễn Còn Nô. Rồi cái đen không biêu rất biêu rất biêu. Rút biêu đi em. Nhanh tay nè. 109k còn Nô Trắng. Nô Vương Nhã. Rồi còn một Nô. Màu Nô Thập Thị Danny. Em mặc trắng luôn tại vì em sợ nhiều chị nghĩ là màu trắng nó sẽ mỏng không hơn. Mình sẽ thấy nội y hay như thế nào. Đây em mặc luôn mọi người coi nè. Thật sự luôn á, không hề mỏng một chút nào. Chất Boris xịn luôn mọi người ha. Chờ qua cái măng tôi đi em. Dạ 1509 hiện tại em còn trắng nha mấy chị ơi. Chị nào chưa đọc tên thì vui lòng comment lại giùm em màu trắng nhở. Thêm trắng Mơ Nguyễn. Khoát cho mọi người cái này luôn. Nguyễn My nhắn tin Zalo ơi, chị đi chiều chị rảnh chị ra cho nha. Chị nào chưa được đọc fan thì vui lòng comment lại giùm cho em. Yến là 109 ngàn kèm màu nha mấy chị ơi. Hiện tại em còn trắng nhở. Em nói thiệt với mấy chị á, cái măng tô này nó về mà giá em gọi là em muốn xỉu luôn á mấy chị ơi. Siêu rẻ luôn nha. Cái này cho em gọi phải gài nút đi mấy chị mất thời gian. Em rồi cái rồi. Mã 109 em chốt, đang dự bị chốt Phạm Duyễn Diễm Uyên. Rồi. Dự bị Nô Chun Sunny. Rồi. Quá đẹp. Dự bị Đen Ngọc Hà. Rồi. Ngọc Ngà. Rồi, măng tô này ngày hôm nay em xả luôn cho mấy chị nè. Hết rồi con. Cái
cái măng tô này chất kaki sừng sò luôn. Ngày hôm nay em xả cho mọi người luôn ha. Mọi người gài nút ở đây này, nó có một cái nút ở đây. Mọi người gài vô giúp em. Nhưng mà em like cho nó nhanh thì em không có mặc, em không có gài. Rồi em sale cho mấy chị cái măng tô này giá là 139. Thật sự luôn á mấy chị. Em mua hàng 5-600 không à. Giờ em bán cái này em có 139.000, em cũng bị sốc nữa. Thật sự mọi người, xỉ 110 lẻ 139 giúp em nha. Lấy liền, lấy cho em hai màu liền. Tính ra mọi người ra ngoài mua là 200 mấy một con, thì bây giờ mọi người sẽ được chốt hai con của em nha mấy chị. 139.000 một cái măng tô như thế này. Trời ơi mấy chị ơi, xỉu quá. Quá rẻ luôn á. Tính ship không? Tính ship bao nhiêu ạ? À? Trời ơi em bán em. Mọi người tự trả ship giúp em các, em không có lời đó. Để mà ship free ship đâu. 35.000 nha mấy chị ơi. Ở trong này mắc cái gì rồi. Mấy chị vui lòng comment giùm cho em cái mã. Cái mã là giá tiền kèm số điện thoại kèm màu nha mấy chị ơi. Hơi rộng một xíu. Rồi 139.000 cho em. Màu em đang mang là màu kem và màu đen, hai màu nha mấy chị ơi. Bạn em nghĩ là cái này chắc 60kg chị mang vẫn được luôn á. Tay bo phòng luôn nè, được chưa? Mọi người thích thì mọi người thắt dây, còn không thì cứ mặc ngang cũng được. Xỉ 110 kèm số lượng lẻ 139.000. Em khuyến cáo các chị nên lấy hai màu, tại vì cái hàng này em miếng về được đúng một lô thôi. Em đặt 1.5 tháng, bây giờ em mới có hàng đó mấy chị. Rồi chốt nhanh luôn đi em. Comment giùm cho em miếng là 139.000 kèm màu, kèm số điện thoại với mấy chị khách mới nhở. Rất đẹp luôn. Hề nhanh tay nha, bộ đã mặc hết sạch. Mã 139 em chốt. Mỗi màu 2. Mỗi màu 2 là lê. Bộ đang mặc còn trắng. Mỗi màu 2 kim phục. Nâu Trần Thị Thu Hiền 139. Nâu Kiều Hải Nguyễn. Dài lắm mấy chị ơi, rất là nặng luôn. Đen Trinh Lê. Nâu Ngô Phương 139 kèm 38-60kg. Con mình 139 kèm màu kèm số điện thoại giúp em miếng nhở. Ai không có cũng chốt luôn. Màu cũng chốt luôn. 139 Võ Thị Tú Anh đen. Rồi đen. Dài lắm mọi người ơi. Đen Tẹt Nhi. Rồi. Đen nè. Nu Phan Thị Mai Phương. Rồi, có hai màu. 38-65kg cũng vẫn, em nghĩ cũng vẫn vừa. Tại vì nó to mọi người, nó là dạng khoát mà. 139.000đ. Hai màu. Đâu chốt thì đâu kia mặc 139 nha. Mấy chị comment giùm cho em miễn là 139.000 kèm màu kèm số điện thoại giùm em mấy chị khách mới ơi. Đẹp. 139 em chốt, kem Hoài Niệm. Đen Trang Trang. Đó. Nô Thanh Tuyết. Đó. Còn nhiều. 139.000. Tay là bo phòng luôn mọi người thấy không? Tay bo phòng luôn nha. 139.000 có màu nu màu đen. Con mình giùm cho miễn là 139.000 kèm màu giùm em nha mấy chị ơi. Sẽ 110. Phương Lan ơi sẽ còn một kiểu đây lên la lửa nha chị ơi. 139 đen Trang Trang có rồi nhở? Rồi ai lấy lên đơn nhanh 139. Quát gió chị mới về mấy trăm, đợi chị xíu. 109. Ok, chốt chuẩn bị cho chị người yêu tuyệt vời. Rồi ok. Nghe là thấy ghiền rồi đó, người yêu tuyệt vời. Rồi. Ok, nhanh đi. Hai áo 139 Nguyễn Triệu Phú lấy hai màu nha chị ơi. Nói dài mà em mặc em toát mồ hôi rồi mấy chị. Em toát mồ hôi rồi đó, mặc dù là em đang mở mấy lạnh nha. Đó. Rất là dài á. Ai lấy thì comment 139 giúp em. Được chưa? Rồi lên trên cái bộ này, bộ đùi. Bộ đùi này em xả đúng chị luôn ha. Có màu cam. Có màu cam nè, màu xanh, màu nu, màu hồng, màu đỏ trắng. Rồi xỉ 65 lẻ 79 ngàn một bộ. Xỉ sập nóng quá. Bút đi. Bóc lên. Rồi, bộ đó mặc còn đúng không em? Hả? Bộ đó mặc còn. Bộ chị đang bận là 109 ngàn còn trắng nha mấy chị ơi. Rồi, bộ còn 4 trắng ha. 109 đúng không? Rồi, bộ này 79 ngàn mấy chị ha. 79 ngàn cho em có trắng, cam, xanh, hồng. 765 kèm số lượng lẻ 79 này kèm màu. 139 nuôi chị hơi ạ. Có. Rồi xanh này. Mỗi thao luôn tay dài không? Mấy chị vui lòng comment giùm cho em 79 kèm màu. 79 ngàn kèm màu giùm em. Mấy chị ơi khách mới kèm số điện thoại giúp em nhở. 38-60kg mang vừa. Có 5 màu tổng cộng. Rồi. Rồi. Vui lòng comment giùm cho em 79 ngàn kèm màu kèm số điện thoại nha mấy chị ơi. Rồi nhanh tay. Chốt em, em khuyên lê là sĩ nào đi chị đẹp ơi. Rồi mã 79 em chốt đủ kim phụng. Kim phụng đủ. Hồng Nguyễn Lê Vân. Rồi khuyên lê con mình lại giùm em là 79 ngàn. Nhanh tay. 79 ngàn kèm màu. Rồi 79 ngàn kèm màu nha mấy chị ơi. Xách đùi.
Rồi em like đi nhé. 79k ngân trương. Cam ngân trương. Khuyên Lê là xì cũ. Xì cũ cọc chưa? Còn cọc không? Khuyên Lê còn cọc bên em mới chốt được nha chị ơi. Hoặc là cọc lại giùm cho em đi ạ. Lần nào nhận hàng cũng ân ý. Cảm ơn chị Thanh nha. 79 Hồng Quân Nhi. Hồng. Có. Yêu cầu đâu nha mọi người, là yêu cầu mọi người lát lắm luôn á, là yêu cầu mọi người eo hết trơn à. Bóc gì xả cái đó đi. Rồi lên bộ hàng shop rồi đi. Rồi bộ này cho em hàng theo. Rồi sỉ cho em 73, sỉ 75, lẻ 89. Sỉ 75, lẻ 89 nha. Mọi người đừng hỏi nữa nha, đừng hỏi nữa nha mọi người. Em ghét đăng hình có cái là hỏi lên live chị cứ đòi cái này cái kia à. Mệt lắm luôn á. Em like từ từ qua cho. 79 đâu cho chị Hồng nha. Rồi, bộ này sale cho mấy chị 89 ngàn luôn. Nâu. Ừ. 89 nâu. Xì 75 kẹp số lượng. Có hồng nâu. Lẻ 89. Lẻ 89 ngàn. Comment giùm em cái màu quần nha. Đây nè, có mấy cái hình họa tiết này thêu nè mấy chị ơi. Thêu nè. Có này cho em màu hồng. Hồng nâu và xanh cô ba xanh cổ Việt. San cô ban san cổ Việt nha. San cô ban san cổ Việt. Xếp tỉnh bên em đồng giá 35.000 nha mấy chị. Rồi cho em 79.000. À 89.000 kèm. Mấy chị vui lòng comment giùm cho em 89.000 kèm màu quần nha mấy chị ơi. Ok. 79 đủ màu nghi trương. Nghi trương đủ. 89 nâu Hồ Thị Thu Lành. Rồi. 89 nâu Nguyễn Thu Thảo. 89 em có quần hồng, quần xanh của ban. Quần nâu nha mấy chị ơi. 89 Đỗ Trần Châu. 89 xanh cổ Việt cho chị Nguyễn Hằng. Thêm nâu Nguyễn Thanh Thủy. Mấy chị mua hàng kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị ơi. Áo một màu, quần cái màu. Comment giùm cho em 89.000 kèm màu giúp em nhở. 89 hồng mặt bằng trần. Rồi nhanh. Rồi 89.000 giúp em luôn mọi người ha. Cái họa tiết ngay cái áo của mọi người là theo luôn nè mọi người này. Họa tiết ngay đây là theo. Đây. Những cái họa tiết nhỏ ngay cái đập, ngay cái áo của mọi người là theo giúp em. 89.000 nha. 38 tới 60 kg ok. Màu bỏ đi em cục vô xong. Áo khoác hả? Áo khoác dài manto bên em là 139.000 có màu gì? Màu nâu và màu đen nha mấy chị ơi. Chân váy chuyển bận hết ạ. Set thể thao của mấy chị nè. Rồi nó nóng dữ ta. Nâu quần mai. Rồi cái này chân váy rút. 89 hồng trang trang. Rồi giá. Rồi con này sỉ 101. 89 xanh của ban Hồng Kim. Lẻ 119. Xanh của Vịt Lê Thu Hồng. Lẻ 119 nha. 139 nâu. Đây là chiên xin xin thỏa đấy chị ơi. Tắt cái mạng ghê á. Trời ơi. Trang trang vui lòng comment lại giùm em số điện thoại nha chị đẹp ơi. 89 89 cái nào cũng trắng hết đó, nó có quần nâu, quần xanh, quần Việt, xanh cô ban, quần hồng. Nguyễn Thị Ngọc Hiếu với lòng comment lại giùm em cái màu quần nha chị ơi. Ừ. Rồi, quần rút giùm em ha, quần rút kèm áo khoác. Con này 119 ngàn một set, mọi người comment giúp em là màu hồng nè. Sỉ 101 kèm số lượng. Hàng này hàng Quảng Châu nè, màu xám đen, xám nhạt, nâu, đen và hồng. Nhanh tay cho em. Xanh cô ban. Rồi nhanh tay em. Có rồi nha chị Trinh Trương ơi. Con này hàng của Mango luôn hả mấy chị ha. 119 kem xanh kèm màu vô giúp em nha mọi người. Cái này em ít lắm. Mày được có 3-40 à.
Nó gồm một cái chân váy rút và một cái áo khoác giúp em. Chân váy rút của nó như này này. Mấy chị vui lòng cho mình dùm cho em 119.000 kèm màu nha mấy chị ơi. Rồi chốt luôn đi. Đây là đủ Quỳnh Như. Quỳnh Như đủ. Ơ Quỳnh Như đi một cái. Một cái tính lẻ. Quỳnh Như comment 110. Cái nào comment giá lẻ mà chốt một không chốt luôn. Comment dễ lộn giá lắm. Một ý là mỗi màu một á. Chú sĩ mà. Rồi. 89 nâu Nguyễn Ngọc. 89 nâu là một. Dùng bớt ra ngoài đi Vân. Tắt điện thoại đi. 119 Kim Phụng. Kim Phụng đủ. Từ mình không cao được. Tắt điện luôn kìa. Sao live chiều bị chập giật kiểu gì nhờ? Lai lê là cái này phải lấy đủ nha chị đẹp ơi. Ai mà lấy lẻ thì cứ tính lấy lẻ thôi. Đủ lai lê. Lai lê đủ. Như Trương cũng 3. Như Trương đủ không có 3 nha mọi người. Đủ hết đó. Xếp trắng crop top mang khi nãy là 109.000 còn màu trắng nha mấy chị ơi. Thu Quỳnh ơi, bây giờ muốn lấy đủ màu nữa phải chuyển khoản cọc nha chị ơi. Xếp nãy chị lấy 3 màu rồi, bây giờ chuyển khoản cọc đi để em chừa nhờ. Rồi, như tay 119.000 kèm màu giùm em nha mấy chị ơi. Rồi em có nu nè. Nó sẽ có chân váy như thế này mọi người ha. Có chân váy của nó là chân váy rút. Áo là dạng áo khoác ha. Em có màu hồng, màu xám đen, màu nu, màu xám nhạt. Sĩ là đủ hết nha. Màu đen nè mấy chị. Sĩ là có 5 màu tổng cộng nhá. Sĩ 110 lẻ 119. Thu Quỳnh nè. Thu Quỳnh chị chuyển khoản bao nhiêu ạ? Rồi em đây. Nguyễn Thị Ngọc Hiếu ơi, mã 89.000 nha chị ơi. Có áo nâu hết. Vui lòng comment cho em màu quần. Cái này là chân váy dạng thế này mọi người ha. Có đăng hình rồi đó. Chân váy rút nè. Cái này có lót quần ở bên trong luôn. Kèm cho em cái áo khoác. Thay cho mấy chị coi. Mấy chị vui lòng comment giùm cho em là 119.000 kèm màu nha. Nó sĩ là lấy đủ màu hết. 5 màu á. Lẻ thì đi 119 luôn. 119 em còn trắng thôi nha mấy chị ơi. 119 hồng, xám đậm, đen, phương lan. Thu Quỳnh nếu sĩ bây giờ cọc thêm 800 giùm em nha chị ơi. 119 nâu Thuận Bích. 89 nâu Đỗ Thị Thanh Huyền. Thanh Tuyền. Có 109.000 nha Bảo An ơi. Bộ 89.000 còn nha mấy chị ơi. Còn quần đủ màu nha. Hồng xanh của ba nâu. Mẹ quá thay một cái thôi nha. Rồi ai lấy đây comment cho em mã 119.000 sẽ đang bận. Áo khoác kèm cho em với chân váy nha. Rồi qua mẫu luôn nè. Ai lấy lên đơn cho em mã 119. Rồi chân váy nó của nó có lót quần ở bên trong nha. Về mình thích mình là 119 nha. Tách rồi ra mặc áo không cũng được. Ai lấy này comment giúp em nâu. 119 nâu. 119 xám. Xám nhạt nha. Xám nhạt. Áo khoác về mặc riêng. Thích mặc riêng thì mặc riêng thôi ha. Có đen nữa. Có đen nữa. Rồi ha mọi người chân váy đi. Rồi đen. Xám đen luôn. 119 kèm màu. 38 tới 55 56 cân độ về mọi người mặc đẹp giúp em. Con này là hàng thiết kế bán số 220 rồi. Mấy chị vui lòng comment giùm cho em là 119.000 kèm màu nha. 119 em có xám nhạt, màu đen, màu nâu và màu đen nha mấy chị ơi. 119 nâu Nhung Hoàng. Có. Áo em nâu hình trúc. Có. Chân váy đút nè. À Nguyễn Minh là cái này 40 bộ. Cái gì? Bộ nào? Bộ này 40 bộ đúng không? Ờ bộ đó. Rồi, chị chốt ra đi. Bộ đó chứ bộ đó là bộ nào mã không có mã không chốt được. Có bộ đó, bộ đó về lượng hàng rồi cái khóc nữa. Dạ đúng rồi chị Thảo Thu ơi. Rồi Quỳnh Như ơi, lấy theo màu 119 nha. Xám nhạt hồng đen Quỳnh Như có sửa Quỳnh Như nha. Này đủ rồi, bây giờ không có lấy nữa. Quỳnh Như này đủ rồi, chốt ra comment đầu tiên thôi. 119 đen Nhung Hoàng có. Đó chốt nhanh đi chứ đừng có lằng nhằng như thế mất thời gian á. Rồi lên cho em khoác. Khoác này em mới về được 300 ha. Cho em mã A1. Khoác gió này hàng 2 lớp cho em mã A1 nè mấy chị ha. Bữa nay nó có loại viền rêu như thế này rất là dễ thương nè mấy chị nè. Ai lấy thì comment giúp em là mã A1. A1 kèm số điện thoại. A1 em có ít lắm. Xuống hàng đi em. Đi bộ thương okay. Cái gì em? Trang Nguyễn Linh. Không có Nguyễn Linh nào hết. Từ từ. Rồi xuống hàng. Lên mẫu mới 89 quần xanh cho chị Nguyễn Thị Ngọc Hiếu. Rồi Phương Lan có rồi nha chị ơi. Nhanh tay.
Có A1. A1 bốn kim phục. Còn nha Nhật Phương, 119 hồng ngân trương. Rồi, Thu Quỳnh cọc thêm 800, mỗi mẫu lấy đủ màu bắt buộc nha. Mẫu nào cũng phải lấy đủ màu hết á. Rồi. 10 mẫu là mình được tính sỉ. Mình comment cái mã sỉ của mình kèm đủ cho em. Ví dụ chị muốn lấy hơn thì comment là màu 2 hay như thế nào đó nha. Rồi, A1. 2. Rồi tiếp cho em mảnh này. Em đã mặc là nguyên set 119. 119 em có 119 đen Nguyễn Thanh Thủy. Không biết có gì coi lát không chứ hiện tại cái màn hình em đang quay luôn á. Ôi là trời. Mấy chị mua hàng vô làm comment giùm em cái mã cùng số điện thoại là có đơn nha mấy chị ơi. Em đang mặc áo khoác với chiếc chân váy nha mọi người. Rồi. Xét của chị Yến mặc giá 119.000 nha mấy chị nha, bao gồm một cái chân váy rốt và một cái áo khoác nha mấy chị ơi. Nó có màu hồng, màu xám, màu đen nha. Không hồng xám nâu đen nha mấy chị ơi. Rồi. Rất lát luôn. Lên đất mạng hay chưa? Rồi lên cho em mạng này. Rồi lên cho em mạng này cho em 79.000 mấy chị nha. 79. Rồi ai lấy cái này comment cho em mã 79. Chụp hình bộ em đang đi. Rồi 79 nha, em có một màu duy nhất thôi, xạ 79 nha, xỉ 65. Xỉ 65 nha mấy chị ơi. Ai lấy thì lên đơn cho em mã 65. Xỉ 65 lẻ 79 nha. Mấy chị muốn xỉ vui lòng đọc ảnh bìa giúp em nhở. Rồi 79 nha, xỉ comment giá xỉ của mình luôn. 792 Quỳnh Như. Đó, comment như vậy tính giá lẻ. Khổ tâm quá, 79 nha em xét nhanh tay. 2 kim phục. Rồi. 79 Huyền Linh. Đó. Không nha Thu Quỳnh ơi, khi nào cọc tiền mới đơn mới gọi là sĩ nha, còn đơn trước vẫn lẻ nha chị. Rồi. 2 Nguyễn Thu Thảo. Thôi 79... đi chị tính luôn cho. 79 Trang Trần, 79 Phúc Như. Rồi. Xếp 79 em chốt Nguyễn Thị Ngọc Hiếu. 119 đen Tống Ly Ly. 79 Mỹ Phương. 38 tới 60 kỹ mặt vừa. 2 Ngọc Anh. Ngọc Anh 2. Và đẹp lắm luôn mọi người ơi, và rất rất là đẹp nha. Đây, quần của nó là dạng bo chun thoải mái có túi cho em như thế này. Đó. Áo của nó là dạng thun lạnh đó mấy chị, dạng thun lạnh. Tay cánh hơi cánh dơi một chút xíu nha. A199.000 em yêu ơi. Sếp đang bận là 119.000 có xám nhạt, xám đậm, đen và hồng nha. Nu nữa. 119 hồng kim bùi. Sếp đang mặc 119. 79 Thanh Nga. Đó. 79 Trần Duyên. Rồi. Mỏ đẹp lắm mọi người. Xảy 65 kèm số lượng nha. Rồi 79.000. Rồi. Được nha Huyền Linh ơi. Rồi 79 ngàn chốt lên đơn ha mọi người. 79 ngàn. Để 65. 79 Ngân Trương. 79 Ngân Trương. 79 Út An. Có. Quá đẹp. Đọc mã nha. Sếp chị đang bận là 119.000. 119.000 có xám đậm, xám nhạt, hồng và nâu nha mấy chị ơi. Nghe được câu vừa câu mất hả? Má mạng lát ghê trời thiệt sự luôn á. Ngày nào hàng mới về mà mạng lát nó một màu thôi em lên xe ơi, một màu. Vậy đi em sẽ like chậm lại cho mấy chị. U là trời, tôi muốn khóc quá đi. Rồi lên cho em con này. 89 nâu Khánh Khánh Trần. Rồi. 79 Hoa Võ. 79 nâu là 89 nâu là cái kia màu. Rồi 79. Xong chưa? Rồi. 652 Hương Sang. Rồi. Còn đẹp thế nào? Ở phía sau là có bèo như vậy luôn ha. Ở phía sau có bèo luôn. Tất cả những cái họa tiết ở trên này là in nhiệt hết cho mấy chị nha. Rồi con này em có quần đỏ, quần xanh rêu và quần xám nha. Màu đỏ nè, quần xanh rêu và cái này là màu xanh xám, mọi người đọc là xám đi cho khỏi lộn mã nha. Màu xám em nghe bình thường, ủa vậy là do mạng của mọi người rồi đó. Bây giờ ai đọc đọc thì chọn cho em cũng biết sao. Rồi xanh, xanh nha mấy chị ơi. Rồi con này cho em xỉ 80 lẻ cho em. Rồi quần nha mấy chị ơi, xỉ 80 lẻ cho em 95.000 bộ nha. Quần có 50 bảng tây, 50 bảng trung, có màu, có khóa kéo bên hông. Rồi xỉ 80 lẻ cho em 95.000, có xanh rêu, xám và đỏ, và đô. Quần này đỏ đô nha, 38 tới 60 kg mọi người mặc đẹp. Dạ em cảm ơn ạ. Mấy chị mua hàng vui lòng comment giùm cho em cái mã. Cái mã là giá tiền chỉ lọc và kèm màu giùm em nha mấy chị. Bắt buộc phải có mã và có màu bên em mới chốt nha mấy chị ơi. Rồi 95.000 kèm màu. 95 kèm màu kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị khách mới ơi.
3 bộ cho chị Lài Lê, đủ kim phụng. 80. Quỳnh Như ơi, em comment như vậy là chị không để hàng luôn nha. Đã xỉ là mấy đỏ màu. Chị Nguyễn, đỏ Vương Lan, em. 8 hình hiền. Cái comment kiểu gì kỳ vậy? Xanh rêu cherry Nguyễn. Rồi. Xỉ bắt buộc lấy đủ màu, còn muốn lựa màu ghi giá lẻ cho em. Nhắc nãy giờ 800 lần luôn rồi. Mấy chị xỉ mà ghi giá xỉ nhưng mà không lấy đủ màu em sẽ không chừa hàng nha. Xanh 95 nguyên ngắn. Rồi. Nhanh tay giúp em mọi người. Ai lấy cái này không mình giúp em màu đỏ nè. Và biết sao cũng vậy nha, nó chút tao như một cho em nè. 95 ngàn kèm màu. Nếu mà cọc cạc thì mấy chị lựa giùm em dưới 8 sản phẩm nhở. Mấy màu đỏ hoài trên. Có Sám Kiều Hải Nguyễn. Rồi. 95 ngàn thôi. Ham tiền quá mà. Thứ nhất là mạng lát, thứ hai là mấy chị lát. Các em cũng lát theo luôn. Chứ hồi sáng em xả hàng tâm lý em hơi bị vui vẻ luôn, không hề quạo luôn nha. Mấy chị Vũ Lâm comment giùm cho em 95 ngàn kèm màu nha mấy chị ơi. Không đỏ hai trần, xám thanh thảo. Rồi. Không hề quạo luôn, mấy chị cứ comment phục sao ấy. Rồi 95 ngàn. Quần reo đẹp không? Quần nào cũng đẹp hết. Quần có bao chun mấy chị mà 60 kiếm chị mặc cũng vừa. Nha. Mạng lát mà em muốn rối loạn tiền đình luôn đó. Rồi màu xanh reo nè. Phải xịn sò luôn nha. Ngoài trên có rồi nha chị đẹp ơi. Đúng rồi. Và 95 em chốt xám hồng lanh, đỏ hoa Nguyễn, đen kiều tiên trần. Reo nha, không phải đen đâu. Reo nha. Hơi bị đẹp, 40 đến 55, 56 kìa ok. Xỉ 80 lẻ 95k thôi tình yêu ơi. Xanh 95 Misa. Misa rồi, xanh reo nha. Hai reo Nguyễn Thu Thảo. Reo Nguyễn Thị Thu Thì. Có, hết reo. Còn 10 kg vừa thôi. Còn xám không. Xả hàng qua trên nè. Xả hàng qua trên nè. 60 kg cao thì em có. Đủ màu Lê Thanh Nhĩ. Còn hai màu. Còn hai màu. Đỏ và xám. Rồi. Đỏ và xám. Dễ thương ha, cái này nhìn ở ngoài dễ thương lắm mọi người. Không biết trên live mọi người coi kỹ không, được không được. Rồi cho em còn xanh với màu này là, nó là hơi xanh sáng, xanh xanh tí. Nhưng em gọi là xanh đi cho nó khỏi lộn mã nha. Mấy chị vui lòng comment dùm cho em 95 ngàn kèm màu nha. Yuri ở đây. Yuri trong cái cuộn màu chị. Rồi, chỗ thủ này đúng đẹp luôn. Hàng cô tông loại 1 chất ship luôn sẽ như em. Trời ơi mấy chị ơi, chắc chết. Đủ màu Huỳnh Dương. Thêm 2 bộ cho chị Lê Thanh Nhĩ. Bộ 89 còn nha. Còn đỏ thôi nha. Mã 95 hiện tại em còn đỏ thôi nha mấy chị ơi. Trời ơi cái bộ này mà không lấy thì em nói thiệt với mấy chị quá tiếc luôn á. Em lấy lì, em lấy ngay và luôn lúc mới về hàng luôn á mọi người. Để nha. Để 85099 ngay một bộ. Hàng cô tông loại 1 giúp em. Tắt đi. Hàng này xỉ 85099 ngàn. Hàng loại 1 nha. 38 tới 55 kg. Con này em nói thiệt luôn là hàng hot girl nha mấy chị, không phải là hàng freestyle đâu. Nên là tầm size S size M mấy chị mặc vừa thôi. Là 38 tới 55 kg á. Chứ còn trên nữa thì không vừa nhá. Màu nu, màu trắng, màu cam, màu bơ, màu đen. Mấy chị nhận cái set này đi, mấy chị so với hàng 200 mấy luôn á. Quá đẹp lắm. 99 ngàn bộ. Trời màu bơ đẹp vậy. Màu nào đẹp luôn. Xanh rêu 95 đổ thì Thanh Tuyền. Trời ơi, đẹp quá hả? Và đúng phê luôn mọi người. Áo dạng rút nha. Chị thương ha. Con này 38 tới 55 56 kiểu ok. Và bữa tập gym mặc cái con này. Mấy chị vui lòng comment giùm cho em miễn là 99 ngàn. Có màu xanh bơ, màu đen, màu trắng, màu nâu và màu cam nhở. Tập đi tập gym, tập yoga rồi chắc chết luôn mấy chị ơi, trai chết hết. 95 đỏ và rêu chị Vinh Hạnh ạ. Đó. Nhanh tay. Mấy chị vui lòng comment giùm cho em là 99 ngàn kèm màu chứ ạ. Mã kèm màu nha. Phải có mã và có màu bên em mới chốt được cho mình nha mấy chị ơi. 95 em vẫn còn đỏ và sáng nha mấy chị nha. Rồi mẹ tay. Chị Yến cầm 99 ngàn. Chưa nhờ mấy chị đợi tới bên em like mẹ từ thể từ sao chị Yến cầm giá 99 ngàn. Em có màu bơ, màu trắng, màu cam, màu nu và màu đen nha. Chị nào lấy thì comment giùm em 99 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại là có đâu nha mấy chị ơi. Rồi ra. Mã 99 em chốt đủ phụ. Đỗ Kim Phụng. Xanh Nguyễn Thị Ngọc Hiếu. 99 ngàn. Bơ Hoa Nguyễn. Phương Lan ơi, em chốt mẫu này nữa ra chuyển khoản cọc. À không được, Phương Lan cọc cạc là bây
giờ em không chốt được nữa nha chị ơi. Tại vì nhiều quá hả? Nhiều quá hả? Chốt hồi nãy giờ mấy mẫu nhưng mà mẫu nó hơi bộ không à. Nhiều quá tình yêu ơi. Một chiếc bản tao view ai em ơi. Hoa Nguyễn. Rồi nhanh tay nhanh tay. Mẫu này không đẹp không phải tiền luôn. 99 trắng nâu cho Quỳnh Như. Đẹp nha. Nâu Lê Thủy Vi. Nâu Lê Đỗ Thảo Duyên. Bơ Tổ Quyên. Xét chỉ năng mang là 119.000. Có hồng, xám nhạt, xám đậm, đen và nâu nhở. Thì em chịu chị ơi. Em ngưng nhận đơn. Ngưng giùm em hả? Mình nhờ ai chuyển khoản giùm em thì ở chuyển khoản 200 hay gì đó thì mình đặt thêm giùm em nhở. Trời ơi. Hàng hôm nay đẹp lắm á, nãy em nhắc rồi mà. Cọc đi. Màu đen nè. Đây. Đen nè mấy chị. Màu rất là đẹp không? À lấy này comment giúp em đen. 99 bơ út nhỏ. Có này. Một mã chuyển đăng lên là 99.000 nhỏ. Có hàng một zip. Có màu cam, màu đen, màu trắng và màu bơ nha mấy chị ơi. Màu cam đẹp nè mấy chị. Ừ đi qua đi. Có cam đẹp nè mấy chị. Áo khoác sọc đi Vân. Ôi mọi người đất đi. Rồi cam. Cam nha cam nha. Mã 99 em có màu cam, màu đen, màu trắng và màu bơ. Chị nào chưa có hàng thì mấy chị comment giùm em nha mấy chị ơi. Rồi khoác này em về lô này. Không biết khi nào mới về lại được nha. Không xem được luôn. Bộ chị Yến mặc em có giá 119.000. Có màu hồng, màu xám, màu đen nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì comment giùm em 119 kèm màu kèm theo số điện thoại là có đơn nha. Rồi áo khoác. Này có đâu không? Có. Rồi áo khoác cho em sỉ 54 lẻ 69.000. Em còn xám 99 đâu cho chị Mai Huỳnh ạ. Có. Còn xám. Xanh dương 69.000 một áo, sỉ 54. Xanh bơ. Ôi ơi, vải đẹp không? Cái này em bán rất là nhiều rồi hả? Xanh bơ. Xám. Màu này là màu hồng mọi người ơi, màu hồng. Màu hồng nè. Rồi, dày ha. Xanh coban, màu trắng. Rồi, màu đen luôn. Có đen, mẫu riêng mẫu này có đen nè. Chốt đi em. 54 lẻ 69.000 kèm màu. Mấy chị vui lòng comment giùm cho em 69.000 kèm màu nhỉ. Phải có màu em mới chốt đơn được cho mình nha mấy chị ơi. Nhiều màu lắm á mấy chị ơi. Rồi chốt em. Chốt đi. 5 Lài Lê. Lài Lê 5. Rồi. 5 Ngọc Anh. 5 Lài Lê này. 5 Ngọc Anh nè. Rồi. Vui lòng comment giùm cho em 69.000 kèm màu mà có đơn nha mấy chị ơi. Áo khoác 69k luôn. Qua đi ngồi đi cho đầm chuyển bận là 119.000 thì ui, còn em bận là set nhá, em bận là set không phải đầm. Rồi mẫu này 69.000 đen và xanh bơ cho chị Ngọc Tuyền ạ. À. Đen xanh bơ Ngọc Tuyền có đen 69.000. Năm Thu Quỳnh. Thu Quỳnh năm có Quỳnh Như đừng comment sỉ em comment lẻ luôn á, em mua lẻ luôn đi chứ em đừng comment sỉ chị mất công. 69 xanh và sáng Quỳnh Như có. Hai đen Thủy Nghiêm. Thủy Nghiêm hai đen. 119 trắng Hoa Nguyễn. Rồi. Hai đen. Có này. Trắng này mấy chị, quá đẹp. Len cái này áo len nhưng mà nó rất là dày ha, không có bị rời đâu mọi người ơi. Phải dày lắm luôn á. Mẫu này về luôn này dày. Hàng nhiều quá đổ lên đổ xuống. Hết đen nha. Rồi trắng. Trắng nha. Áo khoác phong vừa không phải là phong ngắn đâu ha. Chỗ đây theo nè. Rồi hồng. Hồng giùm em. Xám. Xám nha. 69.000 nha mấy chị ơi. Comment giùm cho em 69.000 kèm màu là có đơn nha. Xanh nè mấy chị. Và bơ. Rồi qua mẫu nha. Mẫu này có hết à. Trắng Hà Chu. Xanh bơ trắng Tùng Ngô. Xanh bơ với trắng. Rồi. Trắng xanh bơ Thùy Dung. Trắng xanh bơ rồi. Trắng còn em. Rồi tiếp đi. Qua mẫu nha. 69 69. Rồi nhanh tay. Hết đen rồi đúng không? Hết đen rồi. 69 em hết đen rồi Vũ Thảo ơi. Đồ em mặc là nguyên set. Áo khoác với lại là
cái chân váy rút nha mọi người. Chân váy có lót quần ở bên trong luôn mọi người này. Chân váy có lót quần ở bên trong. Set này là 119.000. Em còn màu, có màu hồng, màu xám đậm, xám nhạt, màu đen và màu nu. Có 5 màu. Ok chưa? Set mặc 119. Rồi lấy thì comment mã 119 lên kèm màu giúp em. 69 bơ Tuyền Nguyễn. Chị nào chưa được đọc tên thì phải đọc comment lại giùm chị em là 69.000 kèm màu nha mấy chị ơi. 69.000 kèm màu là có đơn nhở? Rồi, cái này là trời ơi, vải đẹp lắm mấy chị. Chuối là màu bơ. Dạ còn nha chị Phạm Loan ơi, 69 bơ cho Mai Huỳnh ạ. Quần trucker giúp em nè. Áo. Trời ơi, cái set này nó vải lắm đẹp luôn. Set chị đang bận là 119.000 có hồng, xám nhạt, xám đậm, đen và nâu nhở. Rồi em ok có... Vinh Hạnh. Rồi sẽ 60 lẻ 75 ngàn. Có màu vàng, màu kem, màu này màu xanh ngọc, này xanh cái này màu gì? Màu xanh xanh dương nhá. Xám đen, xám đen, màu cam. Rồi riết mùa màu luôn rồi trời. Cam. Xám đen, vàng. Màu này là màu xanh xanh dương. Màu kem, màu xanh ngọc. Đó em bán hồi em mùa màu. Mấy chị vui lòng comment giùm cho em đúng cú pháp. 75 75.000 kèm màu nhở. Trời ơi, má bạn đúng đẹp đúng không? 69, mã 69, áo khoác em chốt xám hoàng ngân. Bơ ngọc thanh ạ. Con này là áo dạng crop top nha. Quần thì lưng bo chun như vậy nè, có túi quần. Đó, áo thì như thế này. Con này 75. 80 là cái gì em biết? Là cái mã nào trần trâu của mình lại giùm cho em đi chị đẹp ơi. Comment vậy em biết lấy hàng sao luôn. Rồi con này cho em 75 ngày kèm màu ạ. 75 xanh ngọc Quỳnh Như. Có. Trắng 69 hoa biển nè. 75 đen hàng lưu. Xám đen nha hàng lưu. Xanh ngọc Suri. Xanh ngọc Kinh Lê. 119 hồng Nguyễn Thi Triều. Rồi. Xanh ngọc Trần Trần. Nhớ đọc mã nha. 119 hồng Natila. Nhớ đọc mã cho tự vô. Rồi. 75 xanh ngọc Thịnh Hường. Rồi. Xanh bơ 75 Phương Nhã. Xanh bơ là xanh ngọc. 75 đen và xanh ngọc Kim Phục. Đen xanh ngọc. Xanh ngọc Trần Duyên. Rồi. 60kg cao trên 1m6 mới vừa nha mấy chị ơi. Xanh ngọc Nguyễn Thị Thu Thanh. Rồi. Hết xanh ngọc đó nha. Cam Đỗ Kiều Trịnh. Cam Đỗ rồi. Đen Hùng Thương. Xám đen nha mấy chị ơi. Đen Mỹ Linh. Rồi. Xám đen nha, chị, đen đâu. Chị nào chưa được đọc tên của đồng tâm mình lại dùng che miếng hả? Đằng lên chuyển khoản cọc đặt hàng. Xanh ngọc, xanh dương, nghi tay, 75. Con thọ. Rồi. Đang đặt trần chuyển khoản cọc đặt hàng. Đưa cái vàng cho coi nè. Xanh ngọc em còn 1. Lưng ba chun. Quần thể thao như thế này. Bao xinh chưa? Rồi áo. Chất nó rất là đẹp, người nhìn kỹ cái chất này. Đó, mọi người thấy kỹ chất chưa? Bao dày luôn có 75 ngàn thôi anh xài nha. 75 ngàn bên em hàng, bên em 55kg đổ về bọn vừa nha mấy chị ơi. Có vàng 75 xanh ngọc hội chị. Xanh ngọc Nguyễn Nhung. Nguyễn Nhung đổi màu. Nguyễn Nhung đổi màu giùm em hết xanh ngọc rồi chị đẹp ơi. Màu nu. Màu nào cũng ok la hết nha mọi người. Mẹ 75 em có xanh dương, màu vàng, màu đen và màu kem nha mấy chị ơi. Rồi màu nu nè 75k. Màu kem nữa, màu cam đất cũng có. Rồi còn xanh dương là nhiều. Lên đơn cho em mã 75. Vui lòng comment dùm cho em cái mã kèm màu nha mấy chị ơi. Rồi. Đủ màu cho chị Lê Thanh Nhĩ. Rồi. 5 bộ 60 cho chị Nhi Trương. Rồi. Còn đen không? Còn xám đen chứ không có đen. Xám đen nha chị Y Khiết ơi. Hai đen cho chị Y Khiết hay buôn giá. Xám đen nha. Nô Tuyền Nguyễn. Xám đen. Nô Hồng Hà. Kiều Hải Nguyễn hồi nãy có màu giờ. Màu gì bây giờ? Comment thêm cho em đi chị ơi. Này. Còn nha Trần Châu ơi, đủ màu xếp theo cho chị Trần Châu. Rồi ok. Nu là nu, okay, em là kem. Ok. Lê Thanh Nghĩa, cái này của Lê Thanh Nghĩa này. Châu cũng đáng đủ 75 Trần Châu ạ. Cái nào không biết mã thì nhớ hỏi nha. Nu là màu này nhé. Đúng chị, màu nu là màu này đúng không? Kem. Đồ đây các bạn ơi. Ừ. Các bạn bị mù màu rồi á. Úi giời đất ơi. Sắp ở Đắk Lắk nha mấy chị ơi. Dạ bên em chỉ có xám đen chứ không có đen nguyên nha mấy chị ơi. Thấy Nana Trần chỉ khoảng cộng đặt hàng. Xe rất là đẹp thật sự. Mã 75 em chốt cam đất su kem. Xe đã mặc có quần lót trong. Xám đen Mai Huỳnh. Có. Nô Nguyễn Thảo My. Hết luôn. Mấy chị ơi, chị nào chưa được đọc tên thì vui lòng comment lại giùm em nhở. Mấy chị
ơi, mẹ 75 hiện tại em còn xám đen, màu xanh dương và màu vàng nha ạ. Và màu cam nữa ạ. Vàng Vũ Trinh. Đó. Cam đất. Đó luôn. Ngọc Kim. Màu vàng với xanh dương và xám. Lập vào giấc mơ đi. Rồi ok chị Kiều Hải Nguyễn. Mình giữ chơi nơi này. Vàng Kiều Hải Nguyễn. Có. Ai tăng lúc em. Xám đen nữa. Số 103 110. 110 đủ chị Mi Hà. Đó. Mi Hà đủ. Mấy chị vui lòng cho mình dùm cho em có cái mã em mới chốt đơn được cho mình nha mấy chị ơi. Bộ em mặc là hàng xịn nha. Em mặc hơi rộng và đang phải kẹp lại một xíu cho nó ra form nè mấy chị nè. Áo khoác này mấy chị mặc rồi cũng ok, mấy chị mặc với chân váy nó cũng đẹp. Không có vấn đề gì cả. Ha. Áo khoác. Áo khoác 69 hiện tại em còn màu đỏ đô, màu hồng, màu xanh dương, màu xám ạ. Màu xanh nữa ạ. Dạ ok chị Kiều Hải Nguyễn ạ. Mấy chị vui lòng comment dùm cho em cái mã chị nào chưa được đọc tên vui lòng comment lại dùm cho em nha. Màu 19 hồng thuận bích. Mẫu này hàng xịn có lót quần cho mọi người luôn. 75 kg em không có hàng nha. Em hàng 60 kg là hết căng rồi đó. Em chỉ hàng 55 kg thôi. Đọc mã đúng nha. Cái nào không nhớ mã thì hỏi chị. Nana Trần ơi, chị mua hàng xã bên em một lần rồi chị ơi. Nguyễn Thảo My có lót tên là có hàng nha. Bỏ em không có gì. Rồi, đem con ngủ đổi gió một tí đấy mọi người. Mã 75 em còn màu xanh dương, màu vàng, màu xám đen nha mấy chị ơi. Rồi, lên cho em con này. Lên cho em con này mọi người ơi. Tốt tắc luôn. Rồi, con này em xả từ 75 hàng thôi nha. Full áo này in full bản luôn. Cực kỳ xinh. Ai lấy thì lên đơn giúp em là mã 75.000 ha. 75.000 em có nu, bơ, trắng, cam. Tổng cộng 4 màu. Sỉ 60 kèm số lượng lẻ 75.000 kèm màu giúp em. Form này thì em nghĩ là 60kg đổ về thì vẫn mặc đẹp ha. Đó, thoải mái số ký luôn rồi. Các bạn mang rất là nhiều luôn, cái gì cũng quen form đúng không? Suri ơi, chị bận cái gì bên em cũng đẹp thế này chị đẹp ơi. Ủa đúng rồi. Cho em xin mã nha. Mấy chị không có mã là nhân viên không biết lấy cái gì đó. Nên là quan công mình mã cho em. Rồi, màu trắng nè. Vui lòng comment giùm cho em cái mã kèm màu nha mấy chị ơi. 75 luôn. Comment giùm cho em 75 kèm màu mới có đơn nha mấy chị ơi. 119 hồng Vân Tina. Rồi, đang mặc không còn. Hết rồi, hết hồng rồi. Ồ, bộ đó mặc còn xám đậm xám nhạt màu nâu màu đen mấy chị ơi, đổi màu giúp em. Chị nào chị Vân Tina đổi màu giúp em nhờ. Mỗi màu hai kim phục. Kim phục. Nâu hoàng hương. Nâu. Từ từ các bạn. Bây giờ nhá. Bây giờ mỗi màu hai kim phục nè. Khoan nha, khoan nha. Đọc lại đi. Mỗi màu hai kim phục. Rồi, đợi chút, đợi tí. 75 lắm này. Ok, kim phụng màu 2 này. Rồi, màu 2 kim phụng. Ok. Màu 2 kim phụng này. Cam đất Ngọc Kim. Ngọc Kim cam đất có 75 ngàn. Lưu Hoàng Hương. Đó nè. Lưu Quỳnh Như. Rồi. Tiếp nè. Đỗ Trần Châu. Trần Châu đủ. Đỗ Lê Thanh Nhĩ. Từ từ khoan. Cam trắng. Cam. Rồi, đủ màu. Rồi, bộ tiếp. Trắng. Không trắng rồi. Đỗ Thảo Duyên. Không có hàng kìa. Đỗ Thảo Duyên. Màu gì? Trắng. Đỗ Trắng. Đây. Cắt lên được. Em cắt từ từ. Em cắt em mở đây thôi, khỏi rồi. Ok, hoa biển ạ. Cam đâu. Rồi, tiếp em. Xanh Ngọc Liên. Đó. Nu Lê Hạnh. Rồi. Nu Sally Kim Ngân. Đó, hết cam. Sĩ đồng ảnh bìa giúp em nha. Quyên có kim phục này chị đẹp ơi. Trắng Nu Nguyễn Trắng Ngọc đủ. Nguyễn Như Thùy. Nguyễn Như Thùy đủ. Rồi vàng. Cái vàng đây. Nhân tay nè, cái mã này không đẹp không lấy tiền. Nu Nguyệt Hoàng, Nu Nguyễn Thị Thúy Hằng. Trần Châu có đủ chưa ta? Giờ hỏi giống như là ai mà nhớ thì nước bia một lần chưa rút ra hết Trần Châu không? Rồi. Rất đẹp. Bả đẹp lắm luôn á. Bộ đang mặc còn xám đen nha. Vàng Mimi Nguyễn. Vàng hết nha. Xanh Ngọc Liên. Sĩ đồng ảnh bìa cho em mấy chị ơi. Mimi Nguyễn cho em xin màu khác đi ha. Mi Hà đủ. Hà đủ. Có bơ sao là một. Hai Nu 119 Nguyễn Phạm Ngọc Thi. Đủ Linh Sang. Rồi Linh Sang đủ. Có thôi Trần Châu ơi, chị có mình làm em bị lú luôn rồi chị đẹp ơi. Chị còn nu thôi nha. Nu Huỳnh Diễm My. Còn nu thôi em. Nguyễn Tê Thu Yên còn nu. Hết bơ rồi chị thêm Nguyên Ngọc ơi. Bộ chuyển nâng bận thì tầm xé xem mời mọi người nha mấy chị.
Rồi có đen, xám đen, nu. Đẹp không? Cũng mỗi đi rất xuất sắc luôn mọi người ơi. Ủa em còn 3 con hồng này. Xếp thịt 75. 75 ngàn em còn 4 con nu nha mấy chị ơi. Nu cho chị Sam Sam. Còn 2, còn 3. 3 nu. Chị nào chưa được đọc tên của lòng comment lại dùm cho em là 75 ngàn nu nha mấy chị ơi. Bộ đang bận là 119 ngàn hiện tại. Mạng bên em bị lát lá. Mấy chị cố gắng giùm em nhờ. Bên em bây giờ cũng không biết làm sao hết mấy chị ơi. Không mấy đâu. Nu Nguyên Khoang. Không, không mấy em đăng ký 3G em coi đi Châu ơi. Mấy chị cũng không biết sao luôn vậy thiệt. Sĩ chị Yến sẽ có đọc luôn ở trên live nên mấy chị đọc ảnh bìa giúp em rồi xuống tiền nha. À rồi cái mẫu này đúng đẹp luôn. Không biết bao nhiêu lô rồi nha. Hàng bên em thì 55kg đổ về là bọn vừa hết nha mấy chị ơi. Rồi áo sơ mi kèm quần ngố sĩ 80 lại 95 như cũ đúng không? À mấy chị ơi, cái áo khoác lông 259 ngàn, một là chiều nay hoặc hai là sáng mai bên em sẽ chốt đơn áo khoác lông cho mình nha mấy chị ơi. Về rồi nhưng mà chưa làm kịp. Bên em chưa có phân lên kịp nên ngày mai bên em mới chốt nhờ. 95 ngàn màu kem, má ơi luôn. Bữa nay về hai cái màu mới là màu xanh với lại là màu kem á. Nu 75 cho chị Duyên Herring ạ. Nu cho chị Lung Linh Nguyễn, em hết nu ạ. Rồi lên cho em mã này 95 ngàn cái màu. 95 ngàn em có màu trắng, màu kem và màu xanh nhờ. Vừa lòng có mình dùm cho em 95 ngàn cái màu mới có đơn nha mấy chị. Cái này không khác gì sơ mi rin luôn á. 95 ngàn thôi. 75 em hết ạ. Rồi 95 kèm màu cho em. Về màu xanh với màu kem, màu mới đẹp. Màu trắng vừa có bán rồi. Đó, vải xinh lắm luôn. Toàn bộ những cái hình in trên cái áo của mấy chị là in nhịp hết, không bị bể, không bị nốt hình. Úc sĩ 80 kèm số lượng lẻ cho em 95 ngàn kèm màu. Sĩ 80 kèm số lượng lẻ 95 ngàn kèm màu nha. Con này phải được 100 cái cuối cùng. Rồi lên đơn cho chị đem ơi. Mã 95 em chốt ạ. 95 xanh Ngọc Liên. Sao? Đủ thêm một trắng một xanh cho chị Như Trương. Rồi. 95 xanh Trần Nga. Trắng Nguyên Ngọc. Rồi. Mỗi màu 3 cho chị Kim Phụng. Kim Phụng lấy một ri luôn đi chị. Thôi. Cảm ơn sao lấy vậy. Rồi. Nhanh. 3 Ngọc Anh. Ngọc Anh 3. Rồi. Đỗ Diệp Thị Ngọc Huyền. Đỗ Nguyễn Như Thùy. Trắng Nhung Phạm. Rồi. Rồi. Chị ngố vô 95 ngàn. Vui lòng comment dùm cho em 95 ngàn kèm màu nhờ. Có trắng. Kem. Màu kem, kem màu và mới. Xanh nha mấy chị ơi. Màu kem màu mới nè. Ai nhận cái này rồi biết phải rồi đúng không? Rất là đẹp luôn á. Phải em bao cho mấy chị sừng sò luôn ha. Cái chất áo nó giống như chất kaki, cái gì kaki rin đó mọi người. Rất là co giãn ha. 95 38 tới 60, 65 kg vẫn ok nha. Rồi 95 ngàn em còn màu kem. Còn kem, còn xanh và còn trắng. Sĩ 80, lại 95 ngàn. Màu xanh thì em khỏi vô. Con mình dùm cho em là 95 ngàn kèm màu nha mấy chị ơi. Và đẹp lắm. Mã 95 chốt trắng Trần Tâm. Có. Trắng Tủ Anh Dương. Rồi. Trắng Misa. Rồi. Trắng Duyên Phạm. Có. Trắng Nguyễn Thị Thúy Hằng. Đó. Đẹp nha Lê Lê Nguyễn ơi. Đẹp. Trắng Cẩm Nhung Trương. Rồi đó. Mẫu này không đẹp trả thối tiền cho mấy bà luôn. Hai em trắng một kem nha Ngọc Linh. Em nói thiệt chứ hả? Không 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 đẹp em về dùm gì 5-6 lô mấy chị. Hai trắng. Xanh Ngọc Nữ. Rồi. Không đẹp không bao giờ về được 3-4 lô luôn chứ đừng nói. Sĩ là phải cộng 1 triệu mới được là sĩ nha mấy chị ơi. Rồi. 95 ngàn nhở. Trắng Huỳnh Hạnh Gà Con. Còn trắng một. Phương Trần. Hết trắng. Xanh Phương Tây. 95 hiện tại em chỉ còn kem và xanh nha mấy chị ơi. Phải đẹp lắm. Lấy đi. Con này mọi người mặc vừa dễ thương mà vừa đẹp. Đủ cho chị Trần Châu ạ. Có. Xanh cho chị Nguyễn Phương. Rồi. Kem Nguyễn Xuyến. Có. Nhập sao đó được sỉ về chị. Đủ màu, một mẫu mà lấy đủ màu, 10 mẫu mình được sỉ nhá. Giá sẽ báo trên like là giá em vừa nói đó. Nha. 95 ngàn nha mấy chị ơi. Xanh Như Như ạ. Có. 95 ngàn còn xanh và kem nha mấy chị ơi. Đẹp lắm. Không đổi màu được nhở. Xanh Trần Hà. Kem Thái Nghi. Rồi. Qua mẫu này. Xanh Trang Bon. Rồi. Xanh và kem Hoa Trương Ngọc. Cái này không. Xanh và kem rồi mấy chị ơi. À lấy cái này không mình cho em. Nhặt 10 cái lộn xộn. Không nha chị ơi. 30 cái trở lên. 10 mẫu trở lên mới được sỉ. Xanh Kim Truyền. Đó. Còn một. Bên em nói thiệt với mọi người rằng là nếu mọi người lấy ví dụ như người ta sẽ có cách sỉ rằng là 5 cái trở lên được sỉ đúng không? Thì cái đó đối với những bạn nào người ta sỉ nhỏ thôi. Còn đối với em là sỉ số lượng lớn
nha mấy chị. Thì á, hồi xưa là 50 cái trở lên mới được xỉ, nhưng mà sau này á, thì em tạo điều kiện cho mấy bạn mà mới tập bán á, không có nhiều vốn á, thì em mới giảm xuống là còn 30 cái là tầm 10 mẫu thôi. Chứ hồi xưa là em bỏ xỉ là phải 50 cái trở lên em mới để xỉ nha, còn không là mua lẻ hết á, tại vì chị... em bán rất rẻ rồi. Chị đang bận là nguyên set nên mấy chị ơi, 119.000 hiện tại còn xanh nhạt, xanh đậm, đen và nâu như thôi nha mấy chị ơi. Trang bon có rồi nhờ, trắng trúc giang. Rồi mọi người, những cái mọi người nghe cái giá là mọi người biết rất là rẻ rồi đúng không? Ví dụ mà mình không có nhiều thì mình mua lẻ cũng được, còn nếu mà mình xác định bán rồi thì mình lấy như em báo trên live là 10 mẫu của bộ đủ màu ha. Tới đây mặc còn màu xám đen, màu nu, xám đậm và đen, 4 màu, giá 119. Bộ yến cầm 2 ri, xỉ 75 lẻ 89 nè, rất đẹp thật sự đó mấy chị. Chất để mấy chị không, xỉ em quốc 20 cái em bao vải cho mấy chị mang luôn theo. Rồi em có xanh bơ, xanh ngọc, hồng, hồng này, hồng đậm này, hồng nhạt nè, có vàng luôn nè, xỉ 75 lẻ 89, có nâu 89.000. Mấy chị nhận những con hàng này nói thiệt với mấy chị là mấy chị muốn mua nữa, mua nữa không á, chứ hàng này khách em lấy ghê lắm mọi người. Rồi còn hàng không em, thế đúng không? Còn trên này này, rồi kim phụng đủ này, còn 30 cái đủ, đủ màu tay chỉ á. Rồi đủ đây, còn đủ đây, đây đây, 75.000 chị ơi, lẻ 89.000 kèm màu nâu Quỳnh Như. Rồi xanh ngọc Huỳnh Huyền, đẹp vẽ là đẹp đợi nãy giờ là quốc liên, xanh bơ nha. Rồi quả đẹp không? Xanh bơ 89.000. Hồng nhạc nè, còn 1 triệu là nhạc sĩ nha mấy chị ơi. Bơ 89 tú tú. Rồi xếp ngố nãy hết ạ. À, áo khoác hồng 69 còn nha. Trời ơi mấy chị nhìn cái bộ này mà 89.000, mấy chị tin nổi không? Hồng nhạc nè, bộ đây theo luôn á. Xanh bơ thư tây. Xếp chị đang bảo là nguyên xếp 119.000, hiện còn xám nhạt, xám đậm, đen và nâu nha mấy chị ơi. Cái này hồng nhạt. Quần đen đúng rồi, quần là auto đen nha. Xanh ngọc thanh hiền danh. Rồi áo khoác hồng 69 cherry phạm. Trời ơi. Quần bơn á, bơn Nguyễn Ngân, Nguyễn Ngân. Có bao chu. Xanh ngọc thanh hiền danh. Thanh danh có rồi, vừa đọc xong mà đọc lại nữa. Nâu Linh Linh Nguyễn. Nâu Rusi Nguyễn. Bơ Kiều Anh. Rồi. Hết bơ. Và còn một bơ. Hai xanh ngọc Nguyễn Thu Thảo. Nâu Tích Lê. Đó. Rồi nhanh tay. Linh Linh Nguyễn có nâu rồi nha chị đẹp ơi. Hồng đậm nè. Xanh bơ Châu Ngọc. Rồi hết xanh bơ này. Chị nào có được đồng tên vui lòng đừng comment nữa, tránh trường hợp bị đứt vào đơn nha mấy chị ơi. Hồng gấm Trần Nga cọc chuyển khoản. Rồi tiếp em. Đủ cho ai kìa. Bơ Hồng Lanh. Hết bơ mà ơ. Xanh ngọc Trần Tâm. Hết xanh ngọc luôn mà. Con này đủ Trần Châu. Trần Châu còn 3 màu. Chị Trần, đủ Thảo Duyên. Thảo Duyên còn 3 Tam, màu. Ủa chị Trần Tam với chị Hồng Lanh là không có bơ với xanh ngọc nha mấy chị ơi. Đổi màu còn hồng Thánh nhạc. Thanh Hiền Danh có rồi nha chị đẹp ơi. Còn hồng nhạt với vàng, với hồng đậm. Đó còn 3 màu thôi. Linh Linh Nguyễn có rồi ạ. Thanh Tuyết có nâu rồi luôn ạ. 89 hiện tại em còn màu vàng, hồng nhạt và hồng đậm nha chị ơi. Ok hồng nhạt Trần Tâm ạ. Rồi à, lấy không mình hồng đậm, hồng nhạt và vàng. Bộ bèo này dễ thương cực kỳ nha. Có 100 bộ mà còn 4 bộ không ai lấy nữa hả trời. Sao khóc quá. Rồi hồng đậm nè, vàng nè, viền nè theo ha, lưu ý. Hồng nhạt. Rồi còn 4 bộ đây. Mới luôn. Trần Thị Tuyết Nhung ơi, cái đơn hôm qua mình còn ở đây không ạ? Nguyễn Sĩ khi nào có cọc tiền mới là sĩ nha chị ơi. Chết. Con đầm xuông siêu phẩm luôn mấy chị. Tay phòng. Đầm xuông này hồi sáng có like một mẫu rất là đẹp rồi mọi người ơi. Ai lấy cái này thì comment cho em là hồng này, đen, xanh ngọc, nu, kem, vàng, sỉ 43 thôi. Bình thường là sỉ 45 mà hôm nay em xả cho mấy chị sỉ 43, lẻ cho em 59.000 một cái. Sỉ 43 lẻ 59 nha. Đồng này dễ mang, dễ mặc lắm. Lạnh nên là làm cho mọi người tay dài. Đó. Con mình dùm 59, cho em cái mã đi mấy chị ơi. 59.000 kèm màu nha. Hồng. Đẹp không? Có màu em mới chốt đơn được nha mấy chị ơi. Sỉ 43.
Lẻ 59 ngàn. Rồi. 59 đủ trần châu, đủ kim phục. Rồi. Kem Nguyễn Thị Thúy Hằng. Đó, kem rồi nha. Rồi nha. Hồng Hường Võ. Đó, rồi hết kem rồi nha. Xanh Ngọc Phúc Như. Hết kem rồi nha. Đủ Linh Sang. Xanh Ngọc Nữ. Mấy chị Vũ Lâm có mình dùm cho em 59 ngàn kèm màu rồi mới có đơn cho mình mấy chị ơi. 1m67. Qua gỗ em, qua gỗ nhé. Qua gỗ một xíu thôi. Mày cao rồi qua gỗ một xíu. 59 ngàn. Hàng xuân này nhỉ, em bán quanh năm suốt tháng luôn á mấy chị. Mấy chị mặc không có lỗi mốt nổi đâu. Mặc hoài à, phả đẹp cô tông. Bởi 59 ngàn cho em còn luôn. Ngọc Nữ hồi nãy có xanh, bây giờ hồng mình coi mình dùm cho em thêm 59 hồng nữa chị ơi. 59 hồng Duyên Võ. Rồi. Rồi xanh. Mấy chị Vũ Lâm coi mình dùm cho em nghĩa là 59 ngàn kèm màu nhỏ. Có màu xanh, màu bò, màu vàng, màu đen nha mấy chị ơi. Cho em kèm màu vô. Thêm mỗi màu một cho chị Kim Phụng đúng hả? 59 hồng Đồng Minh Thới. Rồi. Quai chen, quai chen ơi, mình to như thế thì mình không vừa đồ bên em đâu chị ơi. 43 đủ Nhi Trương. Đen Lâm Phương Chi. Rồi. Hoàng Thanh Trúc. Rồi. Đủ Diệp Thị Ngọc Hiền ạ. Xanh Thiết Băng. Cái xanh. Đủ Hình Dương. Vàng Nô Nguyễn Thu Thảo. Vàng Bình Như. Chị nào mà chưa được em đọc tên thì Vũ Lâm có mình lại dùng cho em nhở. Còn nuôi vàng đen. Còn nuôi vàng đen. Được nha Trung Xuân đi ơi, nhưng mà hai nhiều bạn đó. Nhưng mà trên 5 sản phẩm cũng phải cộng nha chị ơi. Alo. Rồi, còn nuôi nè mấy chị, 59 ngàn một cái thôi, khỏe không mấy chị? Đầm xuông dài nha. Em còn nuôi. Em chỉ hỏi xíu thôi mà. Đấy là nhưng mà hồi nãy chị không vừa nó xả cái mẫu trước rồi thì mấy mẫu sau cũng không vừa đâu chị ơi. Tại vì biết sao không, bên em là hàng em may là một size một số là thành thử ra là hở mấy chị không mặc được cái đó là cái này cũng không vừa luôn. Mấy chị em không có ý gì đâu. Mấy chị trên 55kg là không vừa nha mấy chị ơi. Vàng, rồi qua mẫu nha, 59 ngàn nha. Bầu bí bông kem thoải mái. Ai chưa có thì lên đơn 59 ngàn màu vàng nu đen. Ơi thật sự luôn, khui hàng cái banh mũi. Alo. Sếp đang bận là 119 ngàn, hiện còn xanh nhạt, xanh đậm, đen và nu, hết đen nhở. Ở nhà mà không mạnh, ngoài che thì có sếp xong hư lại một cái đúng rồi. Rồi. Bạn đã nhận được 150 sao. Mấy chị wow. Mấy chị mà không thích mẫu này, mấy chị tặng sao với chị Yến nha. Mấy chị nha, trong thời gian đó tặng sao nha. Tặng sao cho em đi nè. Tặng sao coi như là thay hoa hồng nha mấy chị nha. Đầu tháng à. Đầu tháng tặng sao với chị Yến nha mọi người ơi. Nhân rồi tay lên nào. Đây em sale cho mấy chị cái mã này. Xin trơ trẻ quá. Rồi xanh, đen, trắng, cam. Đây đen nữa. Cam nè, cam trắng, đen, xanh, hồng, cam, 89 là gì hả? Nhớ luôn á. 89 là xét theo đúng không ạ? Xét theo con ong rồi. Đúng không ạ? Thôi con này xả luôn đi mấy chị ơi, xả một mã đi. Tỷ 65 lẻ 79 ngàn, xả một mã nha. Tỷ 65 lẻ 79 có xanh, cam, đen, hồng, cam nhạt, cam này cam đậm, cam nhạt đi mấy chị, có hai màu. Hai màu cam đậm cam nhạt nha. Không có Hương Võ ơi. Đó, sỉ 65 lẻ 79 ngàn. Cam đậm cam nhạt, trắng, đen, xanh, hồng. Tặng sao như thế nào chị không biết luôn. Chị thấy nó hiển thị nè. Đã nhận được 150 sao. Mấy chị thoát ra xong rồi vô lại là nó sẽ hiện cái tặng sao cho chủ shop đó mấy chị. Phải không, có không? Đúng rồi. Ủa vậy hả? Không biết quý đúng không? Vui vậy? Ờ, tặng. Ờ, không. Đúng rồi, bà cái đặt mà. Sao tao cài nè. Đen, trắng, hồng, cam nhạt, cam đậm. Chút đơn đi. Xét theo xăng bơ đấy. 10 sao là 10 nghìn đó. Ủa vậy hả? Ơ mà được 150 rồi nha. Rồi dùng cái này đi. Cái này bao nhiêu vậy? 79 ngàn.
Sĩ 65795 màu. 79.000 nha mấy chị ơi, mấy chị vui lòng tô mình giùm em và là 79.000 kèm màu. Đủ dịp thì Ngọc Hiền. Mỗi màu 2 cho chị Kim Phục. Ba Ngọc Anh. Đủ màu giùm chị đi Ngọc Anh ơi. Cam đậm Thảo RG. Thảo RG cam đậm. Đủ Thảo Duyên. Đủ Nhi Dương. Rồi tiếp. Cam Trần Thủy. Rồi cam. Ngọc Linh ơi, hồi nãy chị có 3 cái rồi, bây giờ nếu mà đặt thêm mẫu này nhiều như thế phải chị khoảng cộng cho em nha chị ơi. Cài Yến còn không? Dạ còn nha. Cam 79 Tú Nguyên. Hồng Út Ân. Cài chỉ đang mang 45.000 nha. Cam Phụng Nguyễn. Hết cam. Chị khuôn màu hồng của chị. Ok ok. Rồi đây màu xanh nha. Hồng nè 79.000 không? Mấy chị Vân Long comment dùm cho em là 79.000 kèm màu. Ngọc Linh ơi em chừa cho mình đó. Bây giờ chị ra chị khoảng cọc cho em đi chị đẹp ơi. Hồng này mấy chị ơi. Hai đen một xanh một trắng chị Ngọc Linh. Hai đen một xanh một xanh một trắng. Rồi Ngọc Linh ra chị khoảng cho em vài 300 gì đó mình đặt thêm cho chị đẹp ơi. Hết xanh hết Hồng Hằng Lưu. Hết trắng nha. Vinh Hạnh ơi bây giờ chụp lại gửi qua cho em đi ạ. Phùng Nguyễn có cam rồi ạ. Rồi hết cam, còn hồng, cam nhà cam. Còn hồng nè. Xếp đùi rất là đẹp luôn ha. Mùa lạnh mặc mấy cái tay dài này cho nó ấm đấy mấy chị ơi. Đó đen em ơi. Nhìn sang thành cam đậm hay dữ bò. Bán rồi. Mù màu tức thời. Mù tạm thời. Rồi hồng 75.000 nha. Dạ. Đen. Dạ chị Vinh Hạnh 38-60-65 kia nha. Từ 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 từ. Các chị vui lòng comment dùm cho em là 75.000 hiện tại còn đen, hồng, đen quá cam nhạt và hồng nha mấy chị ơi. Hồng, cam nhạt, đen, 3 màu. Rồi, 38-60 kia ok 79 nha. Đen Nguyễn Linh, đen Thanh Nga. Rồi, còn mấy sao thôi. Quay mẫu nha. Trời ơi, nay like. Em thử, nếu mà nói về buổi sáng là em like hết rồi đó. Rồi qua. Hết xanh nhở, hiện tại em còn xanh nhạt, cam nhạt, hồng và một con đen nha mấy chị ơi. Còn lại cam nhạt nhung lt. Ôi trời ơi, mango tay dài. Mango tay dài quần dài nha mấy chị. 105 luôn, 120 xả luôn 105. Cổ bèo nha mấy chị ơi. Ok Ngọc Linh, mấy chị chuyển khoản với lòng chụp cái màn hình lại gửi qua bên bay giúp em nhờ, ghi chú giùm em là nick Facebook của mình nha mấy chị ơi. Cái đầm body hết rồi. Chị mặc đầu like luôn, còn màu trắng chị. Còn màu trắng nhiêu? 119. 119. Còn trắng. Đồ nhà chị đẹp lắm, nhận mấy đơn rồi hả? I love you. Share bài giúp em nhé. Tặng sao cho chị nhé. Tặng sao cho em nhé. Rồi xin hơi cho trẻ xíu nha. Rồi bộ này rất là đẹp mọi người. Xả luôn 105, xỉ 90, lẻ 105. Ngọc Linh ơi, nếu mà chị muốn lấy số lượng như vậy thì muốn chị Yến để giá xỉ cho mình rẻ hơn thì mình cầm 1 triệu ạ. Còn mình muốn lấy giá lẻ thì chị chuyển khoản cho em 500 nha chị ơi. Đẹp. Bao dày luôn. Giống cái hàng 120 được rồi mấy chị mua, mấy chị nhớ không? Xịn hơn. Xịn hơn luôn. 105. Màu này là màu này màu be đấy mấy chị nhớ. Màu be. Màu này là màu nâu, xịn hơn hàng 120 được vừa rồi. Màu đen. Wow, xanh rêu. Mấy chị vui lòng. Hai tiết ơi, vui lòng chuyển khoản cọc cho em chị ơi. Con này em về được 70 cái thôi nhớ, chậm là không có hàng đâu. Mấy chị vui lòng có mình dùm cho em Yến là 105.000 kèm màu dùm em nhở. Phải có màu và có giá thì bên em mới chốt đơn được cho mình nha mấy chị ơi. Trời ơi má, 120.000 mấy đứa, mọi mặt đẹp, mọi đẹp nè. Họa tiết cũng đẹp nữa mọi người thấy không? Em nói thiệt với mấy chị vừa lấy đi rồi, còn màu gì nhân viên nhà nó lấy, bữa nay nó cũng mang rồi nha. Quần dài tay dài. 109.000 kèm 105.000 kèm màu giúp em mới có đơn nha mấy chị ơi. 105 em chốt đủ Trần Châu. Kem Tuệ Lâm. Kem Hiền Võ. Be Linh Nguyễn. Nâu Hà Vương. Em lấy 30 cái vậy thì cộng 1 triệu cho em nha chị Ngọc Linh ơi. Quá đẹp. Rêu Đoàn Minh Thới. Nâu Nguyệt. Nâu Huỳnh Diễm My. Em chỉ có 70 thôi, chậm là không có hàng đâu. Kem Lê Thị Hồng Thương. Rồi nó dày nha mọi người. Đỗ Ngọc Anh.
đủ lai lê, đủ thảo duyên. Ba cái màu be rồi không? Năm màu đúng rồi. Ba cái be. Be rồi nha. Rồi hết be nha. Tiếp... màu be em hết đó, chị Vũ Long đổi màu giúp em nhở? Không phải đi đổi rồi. Còn be kem nào? Kem nâu Mỹ Kiêu. Còn nâu thôi hết kem. Mỹ Kiêu có một nâu thôi rồi. Mấy chị ơi, đen thảo NG, mấy chị Vũ Long đổi màu giúp em hết be nhở? Còn đen, rêu, cam, nâu, bốn màu nha. Thật sự với mọi người cái bộ này không mua là quá tiếc luôn á. Nâu Trần Hương em có 70 thôi, chị chậm không có hàng đâu. Này được em bán 120 đó mấy chị nhớ không? Ờ cái bộ bò sữa đó. Bò sữa hồi sáng vẫn còn sale 120 luôn á. Em hết màu be mấy chị ơi, em còn nâu, rêu, hồng, đen nhở. Rêu nè, tay dài. Quần dài tay dài, cổ vẽ hai lớp như này rất đẹp, màu rêu nha. Rêu. Mua hàng mã kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị ơi. Đen nè, màu đen thì sạch sẽ với lại nó mặc được lâu hơn, cái màu khác một chút. Rồi. Mỹ kêu thêm rêu. Tại sao em? Nâu xấu xí, nâu xấu xa. Rồi. Rồi lên cho em nâu, trời ơi nâu này. Màu nâu bao trắng. Nói chung còn lại những màu trắng không hả mấy chị không? 38-60-65kg mọi người mặc vừa hàng này cho em hết. Hàng này nhà em bán rất nhiều luôn rồi á. Một loại 5. Vải mango nha. Hàng mango nha mấy chị ơi. Không phải là hàng lụa hàng hay là hàng gì đâu. Hàng mango xịn sò luôn. Có màu cam nè, màu bẻ rất là đẹp. Màu đẹp lắm. Rồi lên đen kim phục, nâu bảo trân vỏ vỏ. Rồi, qua. Hàng này đẹp lắm mấy chị ơi. Chị nào trên 5 sản phẩm thì Vũ Long chuyển khoản cọc cho em nha mấy chị ơi. Có đen rồi nha chị Kim Phụng ơi. Không, cái đó này 105.000, hiện tại em vẫn còn màu hồng, màu rêu, màu nâu. Ok. Nâu quanh quanh. Hả? Ok, Nguyễn Thúy Hằng ạ. Em có bỏ đi, nó tự nói máy chứ. Nguyễn Thúy Hằng lấy hai màu gì ấy, chị? Có đọc tên là có hàng rồi, em không nhớ được ạ. Comment lại giùm em đi chị ơi. Chị Lucy Nguyễn ơi, mai nhân viên gọi chốt thì báo cho em nhở. Nâu Sunny, rêu kiều Hải Nguyễn. Ủa đó mua hơi bị tiếc luôn á, quả đẹp. Sunny ơi, lên lại giùm em số điện thoại với chị yêu ơi. Xe đang bận nè mấy chị ơi, thật sự ra nó còn rộng này đó. Nhưng mà em là em nhỏ con với lại cái eo của em rất là nhỏ nè, mọi người thấy không? Thành ra em phải kẹp và mọi người thấy form được. Áo khoác mọi người mặc rồi cũng được, mặc chung set này thì càng đẹp nha. Áo khoác này mặc rồi, mua rồi đã 150 rồi mấy chị. Hả? Nguyễn Thị Thúy Hằng hiện tại còn nâu thì em chốt cho mình rồi nha chị ơi. Set này em sale cho mấy chị 119, em còn xám nè. Xám nhạt, xám đậm, màu đen và màu nu. Màu em mặc hiện tại đang hết mất. Chân váy rút có lót quần ở bên trong. Có lót quần ở trong luôn. Cái này hàng Quảng Châu rất là xịn sò mấy chị ơi. Quá đẹp luôn. 119.000 ha. 105 tiền phạt. Rồi. Xong nha. Bộ đang mặc là 119 còn nâu, xám đậm, xám nhạt, đen, bốn màu. Rồi sao mà xả hàng vậy? Cam và đen. Cam đen gì? Mã gì? Nam Nam vô đồng comment giùm cho em cái mã chị ơi. Xếp yến bận đen cho chị Quyên Quyên. Đẹp lắm thật sự luôn mấy chị con ơi. Con mình giùm cho em là 109.000 xám nhạt, xám đậm, đen hoặc nâu nha mấy chị ơi. Vải bao xịn. Rồi con này cho em màu bơ này. Á, con mình cho em là đen đi ha. Ờ bơ đi. Theo một bộ bơ hồng cam. 119 đen Lâm Phương Chi. Bơ hồng cam 69.000 một bộ ha. 69.000. Sỉ mẫu này 55069. Sỉ 55069. Bộ em mặc là 119. À ok Lâm Phương Chi, nhân viên nó tự sửa giá lại chị ơi. Cái gì? Chỉ có mình lộn 119. Bộ lắm. Rồi lấy cái này comment cho em mã 69 hồng. 69 hồng, 69 cam. 69.000 kèm màu giùm em nha mấy chị ơi. Khách không nhớ mã là đang là người bán còn nói lộn mã nữa em. Cam Lâm Phương Chi ơi, sếp chị đang bận là 119.000 nha chị ơi. Chị comment đúng rồi đó. Sỉ 55069.000 lên đơn luôn em. Comment giùm em 69.000 kèm màu đi ạ. 105 hồng Mỹ Kiêu. Rồi. 55 đủ Diệp Thị Ngọc Huyền. Rồi. Đủ Nhi Trương, đủ Trần Châu. Rồi. Đủ Kim Phục. Rồi. Đủ có 3 bộ thôi. Cam 69 Nguyệt Hoàng.
Oh my god. Cho tôi xin cái điện đi. Cho cái điện đi nè. Dạ được nha Mỹ Kiều ơi. Vui lòng comment dùm cho em 69.000 kèm màu dùm em mới có đơn nha mấy chị ơi. Bộ mũ này 38-60kg mọi người mặc vừa nha. 119 đen trúc giang. Đó. 69 xanh trang bon. 69.000 còn xanh. Bơ. Xanh là bơ là mũ em. Bơ Phương Trần. Rồi. À. Bộ này 4 bộ cho Nguyễn Quyền Linh. 119 hiện tại em hết đen là trúc giang ơi, em còn xanh nhạt, xanh đậm. Đó có mấy và nu thôi nha chị đẹp ơi. 50 điện lên hết luôn đi. Rồi. Đủ chứ chị Quỳnh Như. Quỳnh Như đủ. Hồng 69.000. Hồng 69.000 giúp em nha. Ai lấy lên đây thì đúng mắt chị nha. Hồng 69 nè. Quý lòng cơ mình dùm cho em 69.000 kèm màu nha. Mango hồng và đem cho chị Nana. Ok. Rồi, mã 69 em còn. Ai lấy lên đây giúp em. Ờ, 69 còn. Vài. Cô này 69 kèm màu. Cái này là mango đó. Ừ. 1,5 đi giá vô. Các chị mua hàng vui lòng cầm kèm mã màu kèm số điện thoại giúp em nhở. Có quần rin không ạ? Lily ơi. Có nha. Đợi em 5 phút em thay qua cái phong quần rin mới cho chị coi. Quần rin với lại là áo thun về nhiều lắm. Hàng Tết mà nên là về đủ hết luôn. Đợi em một tí nha. Quần có. Trời má ơi tí đẹp nha. Quá đẹp vậy. Đâu rồi. Rồi sĩ 70 chị. Sĩ 70 rồi. Trúc Giang ơi, chị có đen nổi chị đẹp ơi. Rồi sĩ em xả luôn 65.000. Sĩ 65079. Sĩ 65079. Phải rất là đẹp. Cái này mọi người mặc ở nha, cũng khá là ok luôn á. Có 79.000 à. Có trắng nè. Có hồng nè. Xanh. Trúc Giang có nâu nha chị ơi. Kem 79.000 một bộ tay dài quần đùi. Rồi nhanh tay cho em 79.000. Quần viên đi. Để chị quần viên em thay quần viên. Quần tay quần viên 79.000 luôn. Ừ. Mấy chị vui lòng comment dùm cho em 79.000 kèm màu dùm em nhở. 79.000 kèm màu kèm số điện thoại là có đơn cho mấy chị khách mới ơi. Rồi quần viên nè. Rồi để tôi thay form ra cho. Ủa chị đâu có mặc đâu, đưa xem mờ sao mặc ta. Anh em. Rồi lên cho em mã 79 đi em ơi. 65 đủ Diệp Thị Ngọc Huyền. Nguyễn Thị Tuyết Nhung ơi, cái ngố lúc mà chị đặt là bên em hết rồi nhờ. Gì? Rồi. Ngố 95 sơ mê cho chị Trần Thị Tuyết Nhung. Rồi, không có tay bầu. Bắt em ơi. À ok Ngọc Linh, nhớ chuyển khoản sớm cho em đi chị ơi. Rồi. Tại chị cũng gần 10 cái rồi. 79 Nô Hà Vương. Rồi. Đó em hết rồi Nhung LT ơi. Đưa quần xẻ cho chị đi. Rồi. 79 Nô Nguyễn Mai. Nguyễn Mai. Nô Nguyễn Mai rồi. Cái đang mặc rất là đẹp nha. Form đẹp lắm, chị không lấy là hơi bị tiếc. Bộ đang mặc đẹp lắm, còn màu. Mấy chị vui lòng comment dùm cho em 79.000 kèm màu là có đơn nhở. Còn đen, còn xám đen, xám đậm nhạt. 79 cam hồng lanh. Rồi 79 còn. Thay quần riêng đi không. Trắng cam Mỹ Huệ, nâu hồng hà, nâu hình thương. Nâu Hà Vương, Hà Vương lại có một cái rồi đúng chị. Hà Vương có rồi nha chị đẹp ơi. Mấy chị đợi chị Yến xíu vậy, chị Yến thay quần riêng xong sẽ lên ra lên lại nha mấy chị ơi. Chị nào trên 5 sản phẩm thì vui lòng chuyển khoản cộng cho em nhở. Mấy chị trong khu vực Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Bình Phước vui lòng chuyển khoản cọc trước khi đi đơn giúp em nha mấy chị ơi. Chị trời. Chị biết chị mà lem rồi, chị cần phải làm quá vậy đó. Đưa kéo ra. Cái kéo này em được đâu. Đây nè. Chùm luôn á. Em mà xếp thứ 2 không ai xếp thứ 1 luôn á em. Sao? Đen quá hả? Con giá đi. Cọc thẻ được không ạ? Chị mặc áo này. Cọc thẻ thì nhắn tin qua bên bay giùm cho bên em. Kia.
Trời ơi. Từ từ, chị theo bà đang đã mới thấy được không? Trắng 79 với chị Thái Nghi ạ. Mấy chị đợi chị một xíu nhá. Chị nào trên 5 sản phẩm hoặc là mình 3-4 cái mà mình muốn đặt thêm nhiều thì vui lòng chuyển khoản cộng cho em nha mấy chị ơi. Mấy chị mua hàng vui lòng đọc comment ghi phía dưới giúp em nhờ, mã kèm màu kèm số điện thoại là có đơn. Mấy chị trong khu vực, mấy chị trong khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Hồ Chí Minh bắt buộc phải chuyển khoản mới đi đơn nha mấy chị ơi. Ok mấy Hà Vương ạ. À, mấy chị chờ chị Yến thì mấy chị tặng sao đi chị Yến đi ạ, tặng sao đi ạ. Mỗi người tặng cho chị Yến một cái sao đi ạ. 79 nâu cho chị Nguyễn Thị Thu Hà. Xin đầu năm đầu tháng mọi người tặng cho chị Yến sao để gặp nhiều may mắn nè mọi người ơi. Quẹo lưỡi nhanh tay mọi người ơi. Mấy chị bên em sẽ lên nhiều mẫu lắm, mấy chị đợi em một xíu nhờ. Cười. Wow, oh my god. Từ, cô nói nhiều giá giá tính giá nè. 150 không? Không, cái này là 135 ấy hả? Rẻ vậy. Chị Thái Thị Mỹ Linh ơi, mình trên 5 sản phẩm rồi, vui lòng chuyển khoản cọc cho em nha chị đẹp ơi. Mấy chị ơi, trong lúc chị Yến đang thay đồ thì mấy chị chấm chấm gờ gờ giúp em đi ạ. Trời 9 ơi, gram cho chị Trang Trần. Quá nóng quá. Thật sự mọi người, cái quần à ok chị Hoài Jane ạ. À, cái quần này mà không lấy mắc tép thì quá lỗi với bản thân luôn. Phao này mấy chị. Đây, để đứng ngồi coi ha. Dạ, quá chật rồi. Form quần này. Em đang mặc size S nha. Mấy chị đợi chị một xíu. Em đang size S. Rồi. Áo này bao nhiêu em ơi? 7. 7. Sai mã được ạ. Áo này bộ 55.000. Màu trắng đen với màu vàng. Trắng đen vàng 50.000 ha. Quần 135. Mọi người comment cho em. Em ghi giá cái này cho chị nha bà. Quần 135 em có hai màu đậm và nhạt. Mấy chị thì cần comment giùm em là đậm nhạt kèm theo size SML sỉ thì lấy giùm em nguyên một ly nha. Một ly của nó là SML nha mấy chị ơi. Sỉ một ri chỉ có 3 cái SML thôi nha mấy chị ơi. Mấy chị vui lòng comment giùm cho em là số lượng ri. Còn lẽ comment giùm cho em là cái mã nhở, mã cái màu nhở, màu kèm size là có đơn nha mấy chị ơi. Đẹp 55.000 màu trắng. Sỉ 35 lẻ cho em 55.000. Trắng đen và vàng 3 màu. Quần là đậm nhạt 135.000 kèm size. Mọi người comment là đậm nhạt kèm size cho em ha. 38 tới 45kg là S, 45 tới 50 là M, 50 đến 55 là L nha mọi người. Nghe chú ý cái cách đọc size của em nè. 38 tới 40kg mặc 45kg là mặc size S giống em. 45 tới 50kg là size M. 50 đến 55kg là size L ha. Rồi áo thì V size, áo thì A, bao nhiêu kg cũng ok cho em. Áo 55.000, quần 135. Quần em có màu nhạt đấy chị mọi người. Áo vui lòng comment giùm cho em là 50 kèm màu. Quần comment giùm cho em là đậm nhạt kèm size. Hàng xuất khẩu nha mấy chị, hàng xuất chứ không phải là hàng thường mà 135 đâu. Hàng thường năm ngoái em bán hàng thường đã là 149.000 một quần. Mà năm nay hàng xuất khẩu da. Trời ơi mấy chị ơi, nhìn cái mát nè. 135.000 comment là đậm nhạt kèm size SML cho baby nha. Chốt đơn nhanh, con này không có hàng nhiều mấy chị ơi. Em chốt đơn luôn nha mấy chị ơi. Áo 50 vàng cho chị Linh Linh. Rồi. 50. Đen cho Nguyễn Thị Kiều. 55 nha, bò sửa giá. 55 nè em. Sỉ 35 lẻ 55. Vậy thôi chị chốt hết để em sửa một lần luôn nha bò. Ờ. Thất lộn hả? 55 nha mấy chị ơi, áo 55 nha. 55 vàng đen Mỹ Kiều. Rồi. Chị Ngọc Linh ơi, bây giờ chị khoảng cho em đi, em mới chốt tiếp được nha chị đẹp ơi. Tạm ngưng đi ha. Lưu và đen Lê Thị Thùy Phương. Rồi. Một ly áo Bạch Thảo Duyên. Đen. Đen Huyền Linh. Rồi. Đổ màu Quỳnh Như. Rồi, đổ màu. Rồi. Đổ màu Nguyễn Như Thùy. Rồi, đổ phí. Linh Linh còn vàng. Rồi. Linh Linh hồi nãy có vàng rồi, bây giờ trắng nha chị ơi. Rồi. Trắng đen Thu Nguyệt. Rồi. Đổ màu thêm một trắng một đen Như Trương. Rồi. Đen Trần Thu Thảo. Rồi, đổ thêm đen Ngọc Anh. Rồi, hết. Sỉ cọc cạc, ôi mẹ ơi. Sỉ không? Vàng hoa biển ngàn. Hết. Còn. Đổ loài lê. Còn đen trắng. Đen Yến Chi Vi. Còn đen trắng. Quần trang nhỏ kèm size giùm em ạ. À, trang nhỏ hiện tại có áo đen đậm nhạt kèm size.
không có một sai. Đậm một nhạt ép linh linh, một đậm một nhạt ép linh linh rồi. Áo đủ màu trần su ly, đậm mờ mỹ huệ. Từ từ từ, một đậm một nhạt ép nè. Rồi, mờ quần đậm, mờ đậm hả? Đậm rồi. Quần nhạt hoặc đậm kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Đen 55 Nguyễn Thị Phương Thanh. Rồi, trắng kim bùi. Còn trắng phép đen. L Trang Trang đậm. Đó. Đây. Nãy chị đọc lộn với chị, bây giờ bên em sửa lại 55 hết nha chị ơi. Đậm L 6 xíu nơ 6 xa. Rồi. Đó. Quần 135. Quần đậm, trang nhỏ còn quần đậm. Xa gì? Xa S. Đó. Áo vòng trắng. Nhạc Ánh Nguyên. Áo vòng trắng. S. Vòng trắng. Nhạc S Trần Mỹ Hiền. Rồi. Trần Phan Mỹ Hiền. Đó. Bon Bon còn áo trắng. Có áo trắng. Gia Hưng còn trắng. Rồi. Thầy ơi, quần rin, quần rin một đúng 3. Rồi đúng rồi Trần Su Ly ơi, một ri là có size SML nha mấy chị ơi. Đậu Hoài An còn áo trắng L đậm Yến Chi Bi. Quần này đẹp lắm mọi người ơi, form rất đẹp luôn, hàng xuất khẩu luôn. M đậm Mỹ Huệ. Đó. Đậm nhạt hai màu nha, bỏ phiếu em. Nhanh lên. Đủ đậm là một ri cho chị Diệp Thị Ngọc Hiền. Một ri đậm rồi. Trắng 55 Tuệ Lâm. Nên ta dành các chị đợi em xíu nhà, con mình nó bị trôi nhiều quá ạ. Ok Phương Lan. Quần 135 ngàn à mấy chị, nói thiệt á. Quần M2 màu cho chị Sơn Nguyễn Nguyễn. Người ta bán không có giá này đâu nha. Năm ngoái đã bán 149 rồi, là thường nha. Trang Trang có lờ đậm rồi ạ. Nhạc 2 ri cho chị Trần Su Ly. Thấy Hồ Thị Hoàng Minh. Mua hàng với lòng mã kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Quần là 135 ngàn, có quần đậm quần nhạt đủ size mới chịu size. Áo hiện tại em còn trắng 55 ngàn. Trắng còn trắng. Một đậm một mờ Gia Hân. Có. Một đậm một mờ là hơn. Một S một mờ đậm. Một S một mờ đậm. Đậm lời trần trần. Một ri đậm một ri nhạt cho chị Thu Quỳnh. Thu Quỳnh một ri đậm một ri nhạt. S đậm Vũ Thảo. S đậm. Trân có rồi nha chị đẹp ơi. Thảo là cái gì? Chị nào vui chưa được đọc tên thì vui lòng comment lại giùm cho em nha. Em đọc. Cái đẹp. Đó. Rồi. Quần không này nó đẹp nha. Hiện tại vì quần ôm thêm ơi. Đang hot ôm em ơi. Rồi. Trắng còn 2 nè, 55 còn 2 trắng nè mấy chị ơi, nhanh tay giúp em không? Còn 2 con trắng 55 ngàn. Bao giày? Quần em xả có 135 thôi. Hàng xuất co giãn maximum luôn mấy chị. Rồi comment đậm hoặc nhạt kèm size SML nha. 38 tới 45 kg là size S, 45 tới 50 là size M, 50 đến 55 kg là size L. Được chưa? Comment đậm nhạt giúp em. Mã áo mới luôn em ơi. Quần L là 50 đến 55 kg nha mấy chị ơi. Đậm L thì bích, thuận bích. Trắng Phương Lan, trắng Hồng Hà, em hết trắng nhở. Cái áo. Đọc comment kỹ cho chị nha mấy đứa. Rồi nãy giờ lấy xếp đùa lên đùa gì cái gì nắp áo em hết rồi mấy chị ơi. Quần riêng bên em là 135 ngàn, có đậm và nhạt đủ size SML. Mấy chị vui lòng comment dùm cho em là đậm hoặc nhạt kèm size của mình nhở. Trần Châu nhạc một ri đó. Đậm L Hồ Hương. Chị nào trên 5 sản phẩm thì vui lòng chuyển khoản cọc cho em nha mấy chị ơi. Bây giờ bên em sẽ lên vài con áo nữa, sẽ qua xét tiếp nhở. Từ từ, bình tĩnh mấy chị, nhiều lắm. Hôm nay là hết tiền với em nha. Chị nào trên 5 sản phẩm là bắt buộc chuyển khoản cọc bên em mới đi dơn nha mấy chị ơi. Màu đỏ đô này. Lâu rồi không mặc thử cái màu đỏ đô, mặc thử cái mẫu này cho chị coi nha. Ở đây phong ôm. Em mặc hơi rộng một chút. 55 em hết, bây giờ em qua mẫu khác nha mấy chị ơi. Bây giờ em lên con áo đẹp hơn nhờ. Chết rồi, mặc màu đỏ đô nó chói này mọi người thấy không? Có thích thích thì gài nút còn không thôi, vạt của nó dạng vạt bầu như thế này. Đó, em mặc còn hơi rộng một xíu. Rồi em còn đỏ đô. Đỏ đô hồng. Ai? Tay nhỏ. Nào đang bán. Phương Lan ơi, hồi nãy có đọc tên là có đơn rồi nha chị đẹp ơi, đậm lờ gì đó. Ok Kiều Hải Nguyễn ạ. Đậm lờ Kiều Hải Nguyễn. Chị nào có đọc tên rồi vui lòng được comment nữa giùm em nha. Em mặc màu đỏ mà da em nó trắng bóc luôn nè, chị thấy không? Màu đỏ này nó rất là tôn da luôn ha. Rồi em có hồng, mọi người để ý nè. Nó sẽ có một cái viền ngay đây, ha. Rồi em có đỏ, hồng, đỏ, đen và kem.
hồng đỏ đen kem em xả xanh nữa, 53.000 cho em, 53.000. Này mọi người lấy hai màu đúng chị ơi, màu nu màu kem được không, đỏ nu hồng đen một con xanh, mới chốt một cái 95.000 của Nguyễn chị. 53.000 kèm màu áo chứ em. Màu đỏ đô này rất rất là tôn da luôn á mấy chị ơi. Nó cực kỳ trắng luôn. Gấp sớm rồi. Bé Hoa Hồ Thị Hoàng Minh kèm số để nhân viên nó lên đơn cho nè em ơi. Em không kèm số nó không có lên đơn được đâu. Rồi mấy chị giúp em nè. Đó. 53.000 đỏ xanh. Mua hàng với đồng kèm số điện thoại giùm em nhở. Linh Linh bây giờ chuyển khoản cọc cho em đi chị ơi. Mình cũng nhiều rồi chị đẹp ơi. Áo này sẽ 38 nha. Áo này sẽ 38 lẻ 53.000. Tính lột ra 53 rồi. Mà 53 em chốt nhờ. Tính lột ra rồi đó mấy chị. Đỏ và xanh Linh Linh rồi. Đỏ Nguyễn Thị Triều rồi. Xanh Nguyễn Ngọc Đăng Anh rồi. Xanh Lê Hạnh rồi. Đen xanh. Hoa Biển Ngàn. Đỏ Tiết Băng rồi. Đỏ Trần Tâm rồi. Hồng Yến Chi Bi Sĩ Sĩ 38. Sĩ 38 nha mấy chị đẹp ơi. Rồi. Nguyễn Hằng còn kem đủ loài lê. Ok chị Linh Linh ạ. À. Đỏ hồng kem đen bốn màu. Đủ Ngọc Anh. Mua hàng của đồng của mình dùm chém cái mã kèm màu kèm số điện thoại nha mấy chị khách mới ơi. Áo gân 53.000. Còn xanh nhưng hết xanh rồi. Còn xanh hết rồi. Có mấy chị đầu là có thôi. Rồi đen nè, áo này vải gân đẹp lắm luôn. Nguyễn Hương còn kem nhở. Rồi Thi Bi hết xanh. Mã 53 hiện tại em còn màu kem, màu đỏ, màu đen và màu hồng nha mấy chị ơi. Nguyễn Hương có kem thôi nha chị đẹp ơi. Mấy chị Vân Hồng có mình dùm cho em 53.000 kèm màu. Có màu đỏ, màu kem, màu hồng và màu đen nha mấy chị ơi. Nó chói màn hình kìa mấy chị thấy không. Hết xanh em hết, 53 em hết xanh. Còn đỏ ngân kim. Đỏ trắng da lắm. Rồi. Có thôi chị Thảo Duyên ơi. Còn đen kem với lại mọc chỗ cái đầu. Còn đen kem hồng nha. Dạ xét nha Trúc Giang ơi. Rồi lên mẫu mới đi thôi. Đỗ Liên có kem và đen nha chị đẹp ơi. Bất động nha. Ừ. Nhanh lên. Chị bất động nha. Dạ không nha Lê Hạnh ơi, hiện tại em về có một màu một kiểu đó cho chị. Đôi này cũng 53 kem Huỳnh Thị Thảo. Kem. Rồi. Rồi. Bên em không nhận ghé lái nha chị ơi. Đỏ nữ. Hồ Thị Hoàng Minh. Đừng ghé lại giúp em nha. Ghé F1 F2 cái chết luôn á. Bên em hiện tại không nhận ghé lái nha mấy chị đẹp ơi. Thông cảm giùm em. Đỏ đen Huỳnh Thương. Huỳnh Thương đỏ. Thi Bi hết xanh. Chị nào trên 5 sản phẩm có đồng trường khoản cộng cho bên em nha mấy chị ơi. Bao xuất sắc luôn. Con này bao đẹp cho mấy chị luôn. Trời ơi hồng này. Màu trắng nè, màu nâu, màu hồng, màu đen. Rồi 59.000 một áo luôn. Sẽ cho em 40. Sẽ 40 lẻ 59. Áo mọi người thấy nó dày không? Sẽ 40 lẻ 59 nha. Mặc nốt của con nha mọi người. Mặc mệt quá à. Thêm một ly đậm cho chị Trần Su Ly. Rồi nhanh tay cho em nè. Áo đẹp quá. Áo bạc bầu 59.000. Mấy chị vui lòng comment dùm cho em 59.000 kèm màu kèm số điện thoại là có đơn nha mấy chị khách mới ơi. Khách cũ của mình dùm cho em cũng 5. Rồi. Mặc luôn nha, không thay ra nữa mệt quá à. Rồi ok chút đơn 59.000 kèm màu. Đủ Trần Châu, đủ Nhi Viên. 59.000 kèm màu dùm em nha mấy chị ơi. Rồi. Rồi, 59.000 kèm màu. Nu đen Lê Thị Thùy Phương. Nu đen rồi. Nu ngân kim. Nu là gì? Nu là hồng nhạt đó hả? Uh-huh. Rồi. Rồi. Đủ màu Nguyễn Như Thùy. Có. Trắng Linh Linh. Mua hàng Vui Lòng Comment dùm cho em là mã kèm màu kèm số điện thoại Vui Lòng một dòng dùm em. Nu ngân kim. Rồi. Trắng Nguyễn Thị Thúy Hằng. Đủ thêm một trắng một đen là cho chị Lài Lê. Rồi nha. Đủ nè. Thêm một gì? Khoảng một đen. Rồi. Trắng hồng Nguyễn Thị Tuyết Mai. Trắng cho chị Thư Thư. Rồi. Trắng đen Nhiễm Xù. Rồi hết trắng. Nâu Nguyễn Hằng.
Còn nâu. Ok, Kiều Hạ Nguyễn. Rồi. Đủ Trần Su Ly. Trần Su Ly còn 3 rồi. Nâu Thư Vi. Còn 135.000 đậm nhạc kèm pha giùm em là có đơn nhờ. Hết màu đậm nhạc. Nước em là màu đúng không? Ừ, đúng rồi. Còn đen cạnh, trời ơi, đẹp quá. Nâu Gá Xì Trâm. Rồi. Đen Hồng Hà. Nâu Trăm Lì. Nâu Bon Bon. Chị nào chưa đọc tên của nông comment lại dùm cho em 59.000 kèm màu. Hiện tại em còn nâu đen, đen hồng và hồng. 59.000. Hơi bị đẹp. Son Nguyễn Nguyễn, nếu quần comment dùm cho em là đậm nhạc kèm size có đơn như chị ơi. 59 đen ly Lê Hạnh. Rồi. Nâu Hồng Thủy Nguyễn. Rồi. Đỗ Quỳnh Như. Còn nâu đen nha. Nâu Nguyễn Hương. Còn nâu đen phải. Em còn nâu và đen hết nu nha mấy chị ơi. Trong liền có rồi ạ. 59 hiện tại em còn nâu và đen thôi nha mấy chị ơi. Một con nâu, một con đen. Nâu nè. Chị ạ. Mọc luôn chị khoảng cánh. Ờ, nâu và đen nè mấy chị. Nâu và đen 59.000 nha. Nâu và đen 59.000 mấy chị mới lòng con mình nhìn em nâu đen 59.000 ạ. Quần chị Yến bận hiện tại là còn L. L hiện tại chỉ còn nhạc. Đậm. FM còn đậm và nhạc luôn nha mấy chị ơi. Nâu Nguyễn Hương có rồi ạ. À. Là sao ấy là sao? Quần này là nhạc có L. Ờ, đậm hết L. Nhạc đủ size, đậm thì còn FM. Yến chị Bi áo hết trắng rồi em không chốt cho mình được nha chị ơi. Hoa Ngổ còn đen ạ. À. Bé Hoa với đồng kèm số điện thoại một dòng giùm em, sĩ đọc ảnh bìa. Đen Ngọc Thu. Em còn một con nâu và một con đen nữa thôi nha mấy chị ơi. Áo à, áo đẹp lắm nè. Áo thấy hình mẫu mặc đẹp lắm. Nguyễn Hương có rồi nha chị đẹp ơi. Mẫu. Để tím thay cái mẫu này rất là đẹp. Màu bơ đi, bơ đi. Đam mê màu bơ. Đen Đỗ Thị Thanh Tuyền. Cái áo này rất đẹp. Sĩ đọc ảnh bìa giúp em. Bon bon hết nâu rồi. Alo. Alo. Đợi em một xíu nha các chị ơi. Cái vòng này nó mắc hoài luôn á. À, chị ơi, chị anh Zalo chỉ giùm em nhé. Bây giờ em đang like chị anh Zalo chỉ tìm Zalo cho chị Yến tìm xong chị trả lời cho. Chị tên gì chị? Hồng Nhung rồi rồi chị đợi em xíu nhân viên tiếp mình gọi chị bây giờ em đang like á. Có một bạn nhân viên đang tiếp nhận á. Bột mango. Hồi nãy em lên rồi chị ơi. Đậm nhạc size M cho Sơn Nguyễn Nguyễn. Ba đậm M Ngọc Linh. 59 em hết mấy chị ơi. Sĩ bằng giá bán. Sĩ trên chuyển có đọc giá sĩ trên like luôn nha mấy chị ơi. Còn áo lông 259 nhờ. Còn mình trên ký hình chuyển có đăng mấy chị ơi. Còn mình giùm em đi ạ. Đẹp quá trời chị ơi. Xịu ác, xịu đau mấy chị ơi, cái này quá đẹp luôn, thiệt sự, đêm lấy nhá. À đẹp lắm. Chắc bô rít và form như vậy nè mấy bà, có xịu không? Má ơi, em xịu liền luôn á, để lại chị ha. Mấy chị cứ chốt đi, còn màu gì em lấy màu đó, được ha. Rồi, cam, đen, hồng đậm, trắng, xanh dương và xanh bơ. 69.000 một áo, chứ sĩ 50. Thật sự với mấy chị, cái bộ này, cái áo này mặc lên form nó đẹp hơn trên hình luôn á. 105 nâu cho chị Phùng Nguyễn. Phùng Nguyễn, quần chị đang bận là 135.000 màu đậm, có còn FM, nhà còn đủ size nha mấy chị ơi. Trời ơi, sĩ 50 áo này lẻ 59.000. Có mình giùm em cái mã kèm màu giùm em đi ạ. Sĩ 50 lẻ 69.000 một áo. Để mất cái mũi tôi. Quá đẹp chưa? Áo này 69.000 một áo nha, lẻ cho em 50. 69.000 một áo phía sau mọi người đã để ý không? Rồi sĩ 60 lẻ sĩ 50 lẻ 69.000. Đó nó hồn liệu ngang đúng không? Sĩ 60 lẻ 59 nhanh tay, mọi người quá đỉnh rồi. Chốt đơn giùm chị các em ơi. Đây mọi người ha. Bên Trung Quốc nó mặc đang mặc cái mẫu này mà em không nghĩ là may đẹp hơn luôn á mọi người. Quần đậm em mời cho chị Đậu Hoài Nguyễn ạ. Rồi. Áo em chốt đổ màu chị Trần Su Ly, đủ lai lê. Trần Su Ly đủ nè. Lai lê đủ nè. Ok. 69.000 lẻ nha bà. Xanh Dương Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quá đẹp lắm, bô rít nha. Đen Xanh Dương Quỳnh Như. Đó, 69.000.
Bơ thư thư. Rồi. Đen trắng đỏ Phương Lan. Đen trắng không có đỏ rồi. Xanh Dương Kiều Anh. Quần co giãn mắt xin. Mấy chị muốn sĩ đọc ảnh bìa giúp em nha mấy chị ơi. Xanh Bơ Yến Chi Bi. Bà sĩ nào chụp mình thì chụp luôn đi nha. Ép Ngân Kim. Rồi. Yến Chi Bi màu gì? Nhạc Lờ Võ Kim Cương. Hả? Bơ. Má ơi đẹp quá. Ai đẹp quá trời. Bơ Thư Thư. Đen Ngọc Nguyễn. Cam Lâm Phương Chi. Hả? Bơ và Hồng Đậm cho chị Thư Minh. Đó, Bơ Hồng Đậm. Bơ Thu Nguyệt. Đó. Bơ Tuyền Nhỏ. Bơ Tuyền Nhỏ. Hết Bơ. Hết Bơ. Thêm Xanh Phương Lan. Hết Bơ rồi. Xanh Phương Lan hả? Đen Đỗ Thị Thanh Tuyền. Rồi, còn Bơ chị đang bận. Hết. Bơ chú hả? Bơ em hết với chị ơi. 69 hiện tại em còn đen. Cam. Cam, hồng và trắng nhỏ. Xanh Dương. Xanh Dương mấy chị đen ơi. Đen nè, sao mới đen đi. Đen đỉnh nè. Quốc đen nhưng mà cỡ Hồng Đậm cũng đẹp thật sự. Hồng Đậm nè. Hồng Đậm cũng đẹp lắm. Rồi. Trắng 69.000 một ạ. Đừng cho địa chỉ trên like lừa đảo nhắm chị. Bị lừa đảo đáng chịu. Bên em gọi chốt đơn. Không gọi chốt đơn xin địa chỉ. Không cho trên like giùm em Yến luôn nha. Quần màu trắng nè mấy chị ơi. Được chưa? Áo lông đưa chị một cái áo lông đi Thúy ơi. Cho chị cái áo lông ngoài á. Em hết Bơ mấy chị ơi. Đen Lâm Thanh Chi. Phương Lan bóp cái biêu xanh nè em ơi. Rồi. Quần 30. Quần 30 là L ơi. À. Úc Mai lấy màu gì đi chị ơi? Hồng đậm cho chị Tú Anh Dương. Rồi. Đen Như Phương. Đen Như Phương rồi. À, Phương Lan là hồng đậm. Đưa đi qua đây Bơ Thí ơi. Chị kêu đưa chị một cái thôi. Áo lông. Chị nào chưa được đọc tên Ngọc Linh, một xanh và một đen ạ. Đó. Rồi. Áo lông nè. Áo lông là em có đăng bài cho mấy chị hình là hình thật luôn ha, mình mẫu mặt luôn á. Rồi em còn màu nâu. Màu nâu, màu hồng, màu kem, màu xanh dương. Đó, 259.000 một áo lông thỏ rất là đẹp như này. Quần đang mặc là 135. Dễ thương nha. Quần nhạc cho chị nhạc lờ cho chị Võ Kim Cương. Áo lông 259.000 có màu hồng, màu bò. Có hồng bò nè. Hồng bò, màu xanh, màu đen cho đủ màu nha. Ai lấy thì comment cho em áo lông. Tiếp. Hồng nè. Hình cái hình mà em đăng là hình một hàng thật luôn á. Mẫu chụp thật luôn á mọi người. Áo đang mặc còn trắng, hồng. Trắng, hồng, cam. Trắng, hồng, cam. Và đen, xanh nữa nha chị ơi. Trời nó bụi quá đi. Còn con đu nữa nhờ. Mẫu đang mặc 65.000. 40 đen là cái gì? Mẫu đang mặc 65.000 mà. Áo lông sỉ 240. Lẻ 259. Ngọc Linh ơi, nếu mà muốn sỉ thì chị phải cọc đủ cho em 1 triệu nha chị đẹp ơi. Rồi, mẫu này thương nè. Quần đùi kèm cho em áo phông 79.000 bộ, tay dài. Tay dài. Sao ở Đắk Lắk nha mấy chị ơi. Cái set này rất là dễ thương. Một màu duy nhất sỉ 65 lẻ 79.000. Sỉ 65 lẻ 79k. Ai lấy lên đơn giúp em nha. Sỉ 65 lẻ 79. Chất phun lạnh nó giống cái set màu trắng lúc nãy nhưng mà cái họa tiết sọc. Ok chưa? Rồi con này 38 tới 60 65kg ok nha. Áo lông chị mới mặc rồi chị. Vừa mặc xong. Mấy chị cho mình giùm cho em 79. 79.000 giùm em nhở. Sỉ 65 lẻ 79 nè. Ngọc Linh ơi, bao giờ đủ tiền bên em mới chốt sỉ được nha chị đẹp ơi. 28.5 hả? Thôi chốt sỉ luôn đi. Ok. Thôi chị khoảng thêm 65 đủ Trần Châu. Đủ là mấy cái? Hai cái hả? Rồi, một màu mà. Hai Ngọc Anh. Rồi hai cái. Ok Ngọc Linh ạ, à, vậy lựa giùm em đi chị đẹp ơi. Cố rồi. Gắng lấy đủ màu giùm em nha mấy chị ơi. Một mẫu đủ màu, lấy lượng màu tính lẻ nha. Rồi. Rồi mẫu này 79 nè. Được rồi. 79.000 nha mọi người. Một áo thun và một cái quần. Rồi. Áo lông hồng cho chị Nguyễn Thị Thúy Hằng ạ. À. Áo lông hồng 259. Hai của chị Nhi Trương. Rồi 65. Giờ đi ri thôi. Ủa đâu hết rồi mấy bà? Ủa alo. Mọi người đọc ảnh bìa đi. Muốn lấy sẽ đọc ảnh bìa coi thôi. Áo chị Yến đang mang là 69.000. Hiện tại em còn trắng, hồng, cam. Trắng, hồng, cam nha chị ơi. Xanh dương. Xanh dương.
hỏi chứ. Áo hồng. Áo lông hồng 259 đó. Có đen kem. Áo lông đen chị Hoa Nguyễn. 259 có đen mà. Áo lông hồng hạ băng. Rồi. Bột xanh cho chị Ngọc Linh. Rồi. Áo lông có đen. Có. Cứ bỏ bia ra đi. Mấy cái đứa này sao có mệt mỏi nó ghê á. Rồi bây giờ ơi. Tay bo phòng nè. Cái cổ là bằng nhung nha. Cái cổ bằng nhung. Hàng Quảng Châu giúp em. Dạ em. Rồi. Con này cho em 95 ngàn một set luôn. Rất rẻ luôn á mấy chị, 95 ngàn. Chị lấy lên đơn cho em mặc 95 nha. Nếu mà mình đóng thùng là như thế này. Còn như thế em mặc á, bình thường em sẽ không đóng thùng đâu. Quần nhung luôn mấy chị ơi, quần đùi quần nhung. Đó, mình mang cái túi đeo chéo nhỏ nhỏ ngay đây là rất là dễ thương. Chị 80 lại 95. Hàng xịn luôn nhưng mà chất rẻ nha mọi người. À chất xịn nhưng mà hàng giá rẻ. Rồi 95 ngàn một set, bao cái 65 cân ok luôn ha. Bộ này phong rồng. Mua hàng vlog kèm mãi giùm em nha mấy chị ơi. Con này cho em 95 ngàn. Quần cam, quần hồng. Quần cam và quần hồng nên không mình 95 cam, 95 hồng nha. 95 cam, 95 hồng, xỉ 80. 95 cam, 95 hồng, 95 kèm màu dùm cho em nha mấy chị ơi. Áo lông nâu cho chị 6 xín đô 6 xa. Rồi áo lông là 259 nha. 95 kèm màu dùm em nha mấy chị ơi. Áo lông là 259 ngàn nhờ. Nâu nè. Rồi trên tay. Còn ngố sơ mi nha, Như Trương ơi, chuẩn bị em lên đó. Áo chị Yến bận là 69 ngàn, hiện tại còn bơ, xanh, đen, trắng, hồng và cam nhờ. 80 đủ Trần Châu. Có 2 bộ à, hồng nâu. 2 nha Ngọc Anh. Rồi. Hồng Thủy Kiều. Rồi. 95 ngàn. Áo lông chị Yến có đăng á, mấy chị lên coi giùm em được. Em có đăng ở trên bay đó, người lên nó mở đặt đi. Đăng ra bay đi nha. Hồng Mỹ Kiều, Thái Nguyễn Uyên. Cái cổ màu gì cả màu đó. Nó nãy giờ đó. Rồi, bộ bẻ nè. Quần. À màu cái cổ màu gì cái quần màu đấy. Áo đang bận xanh biển trang đài. 95 ngàn, 38 60 kg. Áo đẹp quá ha. Áo vải cực kỳ đẹp luôn mọi người. Chắc qua đây chắc xô tay bông phòng nè. Nó. Tin ha. Lên đơn giúp em mà 95. Chị nào có đọc tên là có hàng nha mấy chị ơi. Còn mình đúng cú pháp là bên em lên hàng là chốt hàng được nhớ. Rồi, 95 ngàn kèm màu. 95 ngàn kèm màu giùm em nha mấy chị ơi. Rồi xỉ 80 lẻ cho em 95. Ờ 96 đi khỏi luôn. Rồi. Rồi con em mầm hỏi tiếp mới. Sơ mi nha. Sơ mi là kaki zin luôn. Quần ngố áo sơ mi kaki. Sơ mi kaki ha. Quay đẹp. 95 ngàn. Ờ 95 96 ngàn màu hồng. Màu trắng. Màu xanh. Chị Yến mặc màu bơ mà chị mặc hết rồi. Còn xanh dương, cam, hồng, trắng, đen. 95. Ngọc Khánh Ly với lòng trường hoãn cọc. Thêm dùm cho em để đặt tiếp cho chị đẹp ơi. Ánh Ly. Liệu. Rồi 96 cam. Xanh nè, rồi vải đẹp lắm luôn mọi người ơi. Thấy Nguyễn Uyên nhờ mấy chị mua hàng với lòng mã kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 95 hồng Giang Ngọc. Rồi con này cho em 96 nha. Má ơi luôn á. Bà đẹp lắm nè, cổ bé nè. Đó. 96 nha. Áo chị Yến đen cho Trần Thị Dương Tâm. Bộ ngủ sơ mi nha, có màu trắng, màu xanh và màu hồng. Trắng xanh hồng. Rồi chốt đơn nhanh vậy chị cái này em ơi. Cứ chốt bỏ chứ. Lên đi. Ơ còn đen nữa. 6 tiếng đâu, 6 xa khi nào nhân viên gọi chốt thì bạn báo đổi giúp em nha chị ơi. Bây giờ đổi không được nữa nhờ. Giờ hàng mấy bao rồi sao đổi nữa. Đổ màu thêm một thêm 2 trắng 1 xanh cho chị Nhi Trương. 96 ngàn kèm màu giùm em là có đơn nha chị khách. Mày xanh. Dạ em xin lỗi. Rồi. Úc Mai ơi, nếu mà chưa đọc tên thì comment lại giùm em chị ơi. Xanh 96 Nguyễn Trinh, đủ Trần Châu. Rồi. Cái số điện thoại trên trang đó mọi người. Rồi. Thêm một hồng một đen cho chị Nhi Trương ạ. Đen. Rồi. 80 ngàn nha, xỉ 80 là 95, 96 nha. 96 ngàn kèm màu giùm em nha mấy chị ơi. Trần Châu đi cọc đi rồi để chị đi hàng kia cho em nè. Đủ Thảo Duyên. Thảo Duyên đủ. Rồi. Trần Châu ơi, chuyển khoản cho em đi chị đẹp ơi. Bạn đẹp không? Từ 80 lại 96. Bộ ngố này bạn đẹp lắm luôn mọi người nhá. Rồi nhân tay cho em. Ủa? Mỗi đây hết vậy, có mấy người chốt phải hả? Mọi người ơi.
2 giây. Kem quần xảy 85 để cho chị đúng không? Áo 53 đủ cho chị My Hà. Áo 2 giây. Dưới chân vậy là có lót quần ở bên trong nè. Kèm áo khoác. Đây nha. Rồi cho em 99 nha, em có màu tím, màu kem, màu nâu, màu đen. Nó có tổng cộng tới 3 món lận nha mọi người. Rất là dày, tại vì nó là chất gân á, chất len gân rất là dày. Ai lấy lên đơn cho em tím nè, 99 ngàn tím. Màu đẹp thôi, 99 ngàn, 85. Em thiết kế màu nâu, áo khoác, áo dây và quần váy nha, cái chân váy. Mấy chị vui lòng comment giùm cho em là 99 ngàn kèm màu kèm số điện thoại là có đơn nhở. Con này co giãn ghê lắm mọi người ơi, vải này thì rất bao co giãn luôn. Nói là em bao co giãn nè, vải đẹp lắm, co giãn lắm. Rồi chân váy màu kèm, lót quần nhá, chốt đi em. Mã 99 em chốt nâu Quỳnh Như, tím Dung Hoàng, nâu Trân Trân. Chị nha. Trân Trân nâu hay nâu ấy chị ơi. Đưa phiếu Trân Trân đi cho chị đi. Rồi ai lấy trên tay chị em. Ok Trần Châu ạ. Trân Trân chị lấy màu gì ạ? Mấy chị vui lòng comment giùm cho em là 99 ngàn kèm màu nhỉ. Hai nu cho chị Nguyễn Thu Thảo. Rồi. Quần chị đang mang là màu đậm còn SM. Nhạc còn độ SML giống chị ơi. Đây. Đây là mặt sau. Mặt sau của cái áo nha, cái mặt trước nè. Cho em thêm một màu đậm nữa. Hai màu nâu nè. Ok nha. Rồi con này mặt trước luôn đó mấy chị. Xẻ một bên hông á. Quần ngố. Áo xẻ một bên hông này. Nó sẽ xẻ này mọi người. 99 nu Vân Tina, nu Thanh Trúc. Rồi ai lấy cái này thì comment cho em ạ. Bây giờ em. Em có xanh nè. Đó. Tỷ 60 à? Tỷ 60. Mỹ kêu. Rồi. Tỷ 60 lẻ á. Em kêu luôn ha. 3 món nu ốc bưu. Tỷ 55 lẻ 69. Có cam nè. Cái này mọi người mặc quần kéo cao lên một tí là được. Áo đang bận hiện tại em còn trắng, cam và xanh nha mấy chị ơi. Rồi cam, trắng và xanh. Có nha Trân Trân ơi. Hôm nay 69 ngàn một bộ ngố đi mấy chị ơi. Trắng, cam, xanh. Có 69 ngàn xảy 55. Cái số điện thoại con mới. Mọi người mặc nó, cái áo nó sẽ xé qua bên như này nè mọi người. Xé bên hông 69 ngàn. À lấy lên đây kia mà 69. Sao chúng còn mấy bộ thôi. 69 kèm màu giùm em nha mấy chị ơi. Sỉ 55 nha. Mấy sỉ em lấy hết rồi mọi người nè. Ủa bọn này khách tiền quá trời lấy đi. 69 ngàn. Em nhìn cho đi. 69 xanh nhung phạm. Rồi. Cam chất giang. Xanh. Trắng, ca. Không ngắn em ơi, chị mặc dài nhỉ. Cam cái heo su lê. Ngân Kim Nguyễn. Chị xem 5 sản phẩm của đồng chủ khoản cộng cho em nha chị ơi. Ok Mỹ Kiêu ạ. Ngân Kim ơi, của đồng chủ khoản cộng cho em nha chị ơi. 69 ngàn kèm màu cho em nha mấy chị ơi. Nhím xù cam. Quần đang mang 135 ngàn. Quần lưng thun, quần đùi lưng thun kèm áo. Cái này bao dễ thương luôn mấy chị ơi. Sẽ cho em 80 lẻ cho em ơi, 95 ngàn một bộ nha. Đây, chất xô, chất vải xô nha mọi người. Tay là tay bo phồng như vậy nè mấy chị không. Tay là tay bo phồng, được chưa. Có hai cái túi trước rất là dễ thương. Sẽ 80 lẻ 95 ngàn một bộ. Bộ này dễ thương lắm nha, mọi người đừng để em mặc vô nha. Mua hàng vải kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Quần có bo chun áo, bộ này baby doll đó mọi người ạ. Nhưng mà vải xô đẹp hơn. 95 ngàn. Rồi hai cái túi gì dương không? Cái viền này là brand này mọi người nè. Rồi 95 ngàn kèm màu. Sẽ 80 lại 95 có màu. Một màu một màu.
mua hàng kèm số điện thoại giúp em. 95 nha. 95 ngàn lên đơn nữa. Áo chị Yến bận là 69 ngàn, hiện tại trắng cam xanh nha mấy chị ơi. 95 cho chị Quỳnh Như. Rồi. 80 lại 95. Mua lẻ mà trên 5 sản phẩm là bắt buộc phải cộng nha mấy chị ơi. 95 Lâm Chi. 95 Nhung NT. Cherry Nguyễn. Có một màu mà đúng không? Đúng rồi. Có một màu thôi. Trần Châu ơi, lên số lượng giùm em nhỉ. Trần Châu 2. Hai set chị Nguyễn Thu Thảo. Cái này là quần đùi nha chị ơi. Hai cho Linh Sang. 95 Gia Hân. Cái này là cái cài là bằng vải nha chị ơi. Bằng vải lụa gấm gì đó. 45.000 có màu đen và màu nâu nhờ. Trắng nữa. Hai cho Ngọc Anh. Hai Nguyễn Thu Thảo. Sẽ 95 cho Nguyễn Ngân. Này là con kim khác không? Ok chị ạ, có 295.000. Mấy chị mua hàng với lòng của mình dùm cho em 95.000 kèm số điện thoại mới có đơn nha mấy chị ơi. Cái này bay dễ thương luôn. Ngựa hỏng quá. Rồi ai lấy này comment cho em 95.000. 95 chị Nguyễn Ngân. Nguyễn Ngân. Cái này em nói thiệt với mấy chị luôn á, 95.9 gì đây nè. Vải đẹp lắm luôn. Hàng cô Tâm loại 1. Mọi người nhìn cho em cái vải áo thế này mọi người. Áo này là hàng loại 1 rồi. Mọi người mặc riêng với quần đùi thôi cho em ha. Mặc riêng với quần đùi kia. Trời ơi 95 ngàn. Cô 2 có rồi nha chị ơi. 98 ngàn một set. Quần của nó là dạng quần kaki rin. Lưng bo chun có túi như thế này. Set này không đẹp không lấy tiền nha. Quần em có màu này là màu xanh ngọc. Xanh cổ Việt. Gì đây ta? Chỉ có bản màu rồi. Đây là xanh cổ Việt nha, cái này xanh ngọc nè. Xi măng. Đây là màu ghi. Màu ghi đi mấy chị ơi, màu xi măng là màu ghi đi hả. Rồi. Quá xuất sắc. Một con áo phông 98.000 màu ghi em đang cầm. 98 màu ghi em đang cầm nhớ. Xếp này xinh lắm. Màu xanh cổ Việt. 95 Nguyễn Đảm. 95 là bộ kia. Có này 98.000. Xanh cổ Việt nè. 98 kèm màu giùm em nha mấy chị ơi. Bộ này mấy chị mặc với quần đùi không cũng được, mặc không với áo không cũng ok nha. Màu ghi nè, màu xanh cổ Việt. Cái này đừng để mặc vô nha, không có hàng đâu. Xanh ngọc luôn. Rồi, sẽ cho em 80. Sẽ 80 lẻ cho em 98 nha. 98 kèm màu giùm em nha. Lẻ sẽ 80. Sẽ 80 lẻ 98. Sẽ 80 lẻ 98. Mấy chị vô lòng comment giùm cho em 98 nha kèm màu. Thu Thân Thiện Trần Hương vô lòng chuyển khoản cộng rồi đặt hàng lại nha. 98 ghi cho chị Hồng Trà. Rồi. Ghi Bo Bo. Ghi Quỳnh Như. Đỗ Trần Châu. Xanh Ngọc Nguyễn Ngọc. Rồi. Xanh Lâm Phương Chi. Xanh gì? COVID. Đỗ Linh Sang. Năm cái xanh ghi. Ghi em. Rồi. Ghi Thị Hường. Rồi. Từ từ lấy đi không nhỉ? 98.000 vừa làm kèm màu giùm em chị ơi. 98.000 có màu nhỉ? Nè, ok. Cái này xanh ngọc nè, cái xanh đậm là xanh cổ Việt. Còn một cái xanh sáng rất là ghi. Trần Hương ơi, chị có đơn không? Bắt máy nè chị ơi. Nhân viên nó cho chị vào cảnh báo rồi nè. Rồi một. Trời ơi, 98.000 chắc mua được áo không quá. 98.000 chắc mọi người mua được áo không quá mọi người ơi. 98 ghi Hồng Hà. Rồi. Đây. Xe này cho dù đóng thùng hay không đóng thùng nó đều đẹp hết đó mấy chị. Xanh đậm Nguyễn Thị Thúy Hằng. Rồi. Mua hàng với đồng kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị ơi. 98.000 kèm màu giùm em nha. Có xanh đậm, xanh cổ Việt và màu ghi nha mấy chị ơi. Vải siêu đẹp luôn ha. Một, đổ màu cho chị Ngọc Linh. 96. 98.000 kèm màu giùm em nha mấy chị ơi.
Ngọc Linh ơi, chị có mình dùm cho em là số lượng kèm mã là được chị ơi, chị không cần có mình kèm em với địa chỉ với số điện thoại đâu nhờ. Tay là tay bao phòng. Cái bộ này tay bao phòng. Áo sơ mi ở cổ tay bao phòng. Kèm cho em một cái chân váy. Cái đẹp nhỉ. Cái này 99.000. 98 đen hoa mi. Không có đen. Quần chuyển bận là 135.000. Còn xe SM nhờ ở nhà thì có đủ SML nha mấy chị ơi. Áo sơ mi kèm chân váy. Con này em xả luôn cho mấy chị nào. 99.000 có chân váy nu và chân váy đen. Mời comment cho em 99 nu hoặc đen nha mọi người á. Hoa AMI con mình lại giùm em 99.000 nha chị ơi. Áo sơ mi tay bao phồng. Kèm cho em cái chân váy có lót quần ở bên trong. Có nu, quần nu và quần đen nha. Ở đây thì lên đơn cho em. Ở đây thì lên đơn cho em là là ấy nhá. 982 set xanh cho chị Nguyễn Thu Thảo. Xanh gì? Ở đi. Nguyễn Thu Thảo ơi, chị lấy hai xanh hai màu hay xanh gì đi chị ơi? 785 để 99. Đủ cho chị Trần Châu. Rồi. Đen Lam Phương Chi. Nu Nguyên Ngọc. 98G Nguyễn Thị Lan. Rồi. Cái này bỏ đó. Đó. Rồi 99 đen Đoàn Thị Lan ơi. Mở đẹp này mọi người. Một chút ít chị. Quần chuyển bận là 135.000 có SM nha mấy chị ơi. Nhạc thì đủ size SML nha. Mẫu này có nâu và đen. Giá là 45.000. Rồi em phát lại mới cho mọi người.